Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điện ngọc cho thầy đăng tiên. Ai mà muốn đăng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm, quay đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, nhân người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì. Nghe lời Phật thánh kính gì, người trên hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm mặn ngày, lanh lời vua mỹ học rày kệ kinh. Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trân, lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây phong khuyến quán hờn cũng không. Đợn tay rồi lại đợn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phạm trần như chỉ rối cùng, mà còn say đắm theo tồn lặng lơ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đua theo vật chất hận hờ đàn tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn đọc giảng viên Lê Thị Bảy. Thì kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, để diễn biến theo chương trình là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm
là giáo lý viên trực thuộc Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương bước đến diễn đàn để đảm trách chương trình thuyết giảng giáo lý qua đề tài 8 điều răn cấm. Vậy xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Trần Minh Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa Phước. Kính thưa ông Nguyễn Văn Tiếp, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa các vị đại diện cho các ban ngành đoàn thể các cấp về tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị tôn giáo bạn, kính thưa ông Nguyễn Văn Là, Hội Hương Chức Định Thần xã Phú Phụng, kính thưa giáo hữu Ngọc Trực Thanh, Phó Hội trưởng Thánh Tịnh An Tiên, kính thưa ông Huỳnh Minh Hiếu, Kiểm soát Ban Trị sự Tỉnh Hội Tịnh Độ Cư sĩ Phật Hội Việt Nam, kính thưa ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban Trị sự Hưng Vạn Tự của xã An Bình, cùng với các vị đại diện cho các đình thần miễu môn trong và ngoài địa phương đến tham dự. Kính thưa đồng đạo Trần Văn Trạng, Trị sự viên Trung ương, Trưởng Ban Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long đến tham dự. Kính thưa đồng đạo Võ Văn Tiến, là Phó Trưởng Ban Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Bến Tre cùng phái đoàn đến tham dự. Kính thưa đồng đạo Lê Hoàng Minh, là Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Hòa Phước, cũng là thành viên trong Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa đồng đạo Ngô Tấn Hải, kính thưa đồng đạo Ngô Văn Diệu, đồng đạo Huỳnh Văn Hoài, đồng đạo Trần Tấn Tài, là giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị khách mời, quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong địa phương của huyện Long Hồ, cũng như cái ban trị sự đến từ tỉnh Bến Tre và cái ban trị sự đến từ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đồng đây tham dự. Kính thưa quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, các nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý vị và quý đồng đạo chúng ta giờ này, để cùng nhau chia sẻ qua một cái phương pháp tu hành, đó là giới luật của Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị, quý đồng đạo lời thăm hỏi sức khỏe, lời chào mừng đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay thật là một cái niềm vui mừng khi chúng tôi được về đây, nhất là cái sự sắp xếp, tổ chức, khách mời, quà tặng. Mà nơi đây thì đồng đạo trưởng ban Lê Hoàng Minh đã có sắp xếp, cũng như đã có một cái uy tín, có rất nhiều quý vị khách quý, các ban trị sự, đặc biệt là hai ban đại diện tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre hôm nay chúng ta về dự. Thì thật sự trong cái tinh thần thương thầy lo đạo, cũng như mở các buổi thuyết giảng giáo lý, thì bản thân của chúng tôi thì đi cũng rất là nhiều nơi trong cái quá trình làm nhiệm vụ trên dưới 406 ban trị sự. Nhưng mà nếu mà tổ chức được như ngày nay thì với một cái sự chu đáo, đầy đủ, trân trọng, trọng thị như thế thì hầu như rất là hiếm. Cho nên thì nơi đây là một cái nơi phải nói gọn là vùng sâu rồi của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, liền kề với tỉnh Bến Tre,
Tuy nhiên thì đồng đạo chúng ta, các ban trị sự cũng đến đây hộ pháp thì khá đông đủ, thì đây là điều rất là quý kính. Và đồng thời thì buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi và quý đồng đạo chúng ta sẽ ôn lại giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo qua bài Lời Phiên Bổn Đạo, tức tám điều đoạn cấm. Thì đây còn gọi là một pháp tu. Và nếu nói góc độ khách quan về triết lý đạo Phật thì đây là một pháp tu gọi là Bồ Tát Đạo, có một cái công năng đưa một người tín đồ tại gia cư sĩ hoàn mãn quá trình học Phật tu nhân, để rồi chúng ta từng bước một gọi là đường đạo đức, bước đi từ nấc, từ những cái việc tu nhân ăn ở cư xử trong cuộc sống đời thường, xung quanh những việc liên quan cần thiết để nhằm đả phá tinh thần dị đoan mê tín, giúp cho người tín đồ tại gia cư sĩ chúng ta được có một cuộc sống hết sức là hanh thông, đầy đủ về kinh tế, đầy đủ năng lượng về quá trình tu tập, để rồi cuối cùng thì chúng ta được về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Chẳng những an dưỡng xong mà đến đó người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục học đạo cho hoàn toàn, học đạo xong rồi thì trách nhiệm chúng ta rất nặng nề, đó là còn trở lại cứu vớt chúng sanh. Cho nên có thể nói rằng đây là giới luật của đạo, và đây cũng là một pháp tu, một cái con đường đưa chúng ta đến Bồ Tát Đạo. Và hoàn toàn Bồ Tát Đạo rồi thì giúp cho tất cả chúng ta được thành Phật. Cho nên một câu hỏi đặt ra, nếu nói về tính khách quan của đạo Phật giáo Hòa Hảo, nếu như người nào có nghiên cứu thì chúng ta sẽ rất là rõ đạo Phật giáo Hòa Hảo tu được đắc quả vị gì, thì trả lời liền đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tu được đắc quả Phật. Nhưng mà sở dĩ đồng đạo chúng ta giờ này chưa đắc quả Phật là vì khả năng trình độ chúng ta làm theo chưa có đủ, làm chưa đúng, nó còn những cái nó hơi hụt hẫng. Rồi chính vì lý do đó mà chúng ta chưa hoàn mãn. Tuy nhiên dầu hiện tại chưa hoàn mãn, nhưng mà từ đây đến ngày chúng ta bỏ xác, từ đây đến ngày thầy về, thì mình phải tranh thủ cái thời gian mà chúng ta còn sống, thời gian chúng ta còn làm được, thì chúng ta cố gắng thực hiện cho trọn vẹn những gì đó mà Đức Thầy đã dạy trong pháp tu này, để cuối cùng mỗi đồng đạo chúng ta khi giả từ xác thân giả tạm này, khi về thế giới vĩnh hằng, thì chúng ta được một hoa trái thơm lừng, chúng ta lề về luôn cõi Phật, được thần thức nhập thai sang tinh hảo, rồi chúng ta được ngồi tòa sen, được tỏ liên đài, được gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp, thì đó là chúng ta mới hoàn mãn trong cái quá trình tu hành của mình. Thì đó là chúng tôi cũng nói thêm một số ý để chúng ta nhận định được cái tầm quan trọng giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng như bài Lời Phiên Bổn Đạo mà chúng ta sắp sửa trình bày ở đây. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trong giảng thầy chúng ta có hai bài là Phiên Bổn Đạo, và đặc biệt hai bài này có ba cái điểm trùng. Thứ nhất là trùng cái tựa đề Lời Phiên Bổn Đạo. Cái thứ hai là trùng tự, hai bài này đều 449 từ. Cái thứ ba thì hai bài là Phiên Bổn Đạo này chúng ta trùng bốn cái câu kệ sau cùng là Đạo Pháp Thường Hay Dung Với Hòa. Cho nên thì nếu nói về xuất xứ thì hai bài thi này đó, hai bài văn tản này thì Đức Thầy sáng tác ở tại Bạc Liêu nhà ông Ký Giỏi. Nhưng mà sau đó thì đến năm Ất Dậu 1945 thì Đức Thầy mới kết tập cái bài Lời Phiên Bổn Đạo thứ hai là bài Tám Điều Đoạn Cấm trong quyển Tôn Chỉ. Còn bài Lời Phiên Bổn Đạo trước thì Đức Thầy để trong các cái bài pháp luận mà chúng ta thường gọi là tám bài pháp luận. Như vậy thì chỉ gãy gọn 449 từ, nhưng Đức Thầy đã cô động lại. Nếu nói về văn chương thì đây là một bài văn nghị luận, một bài văn nghị luận có lời dẫn nhập, rồi có cái phần mở đề, phần chánh đề, phần bình đề, phần kết đề và phần phụ đề. Và đặc biệt hơn là Đức Thầy sử dụng văn chương như một ngòi bút nhiệm màu, từng tự đưa chúng ta từng bước một trên lộ trình tu hành của mình đến cái rốt là giải thoát. Thì đó là chúng tôi cũng nói một số ý khi chúng ta hiểu về cái thánh phẩm này. Và đặc biệt với tựa đề Lời Phiên Bổn Đạo, Đức Thầy hết sức là tế nhị lời khuyên. Bởi vì trong lộ trình tu hành, đồng đạo biết rõ rằng nếu mà ép uổng thì không đạt kết quả đâu. Cái quan trọng tu hành là chúng ta phải tự tâm giác ngộ. Tu không tu cũng không mời thỉnh mặc tình ai, trọng kỉnh hay chê, mà Đức Thầy đã dạy. Và đồng thời thì quý vị biết rằng đây cũng là rất phù hợp với tính pháp lý theo luật tín ngưỡng tôn giáo.
Tức là mọi ngày xưa thì mọi công dân, nhưng mà ngày nay thì mỗi con người có quyền tu hay là không tu theo một tôn giáo nào, theo cái sự tín ngưỡng của mỗi bản thân chúng ta về phương diện tâm linh. Cho nên Đức Thầy khuyên thôi, Đức Thầy khuyên chúng ta, và Đức Thầy dùng một cái danh từ là bổn đạo. Thường cái cách xưng hô đó Đức Thầy gọi chúng ta là bổn đạo, đồng đạo chúng ta gọi là đồng đạo với nhau, còn các ngành hữu quan, các tôn giáo bạn thì thường gọi chúng ta là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Cho nên qua khái niệm bổn đạo là gì? Bổn là gốc, có nghĩa là nếu góc độ nào đó, cái gốc chúng ta đã có đạo rồi, tức nghĩa là ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có tu rồi, nhưng mà vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh và đắc quả vị nên còn phải đào thai làm con người tại thế gian. Cho nên nghe từ bổn đạo làm đạo biết là mình đã có tu rồi, tu nhiều kiếp rồi, cho nên hôm nay mới được thân người, được gặp Phật Pháp, và hôm nay chúng ta mới có cơ hội ngồi đây để tiếp tục tu tiếp cho rốt trong cái quá trình tu hành của mình. Thì đấy là chúng tôi cũng xin khái nét về một số ý qua bốn từ lời phiên bổn đạo. Và sau khi viết tựa đề này thì Đức Thầy mới viết cái lời dẫn nhập. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều đăng cấm sau đây. Thì khi đọc đến đây thì chúng ta mới biết rằng đây là điều đăng cấm. Bởi vì trong cái lời dẫn nhập này đồng đạo thấy có bốn ý chính mà chúng ta cần phải thực hiện khi chúng ta chưa nói điều cấm nào. Ý thứ nhất là khi đã coi giảng. Như vậy thì khi đã coi giảng nói lên điều gì? Có nghĩa rằng người tín đồ Phật giáo và hảo hôm nay khi tu hành thì chúng ta phải coi giảng thầy. Mà Đức Thầy dạy là bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trong nơm khắp cùng. Cho nên hôm nay mình quy theo đạo mà chúng ta không có coi giảng, chưa coi giảng, không coi giảng, thì lúc bây giờ lấy đâu biểu thị chúng ta là một tín đồ? Lúc bây giờ chưa tính gì cả, đó là mình là người bình thường chưa sự tín ngưỡng. Cho nên hôm nay mình tu ít nhất chúng ta cũng phải hiểu được những cái triết lý về giáo điều, về giáo nghĩa, về tôn chỉ giáo lý, về giáo lễ, về giáo luật mà Đức Thầy dạy thế nào. Cho nên quan trọng là chúng ta phải coi giảng. Mà Đức Thầy dạy là khá chí tâm học hành kinh sám để rồi thoát nơi miền hắc ám phong ba. Cho nên hôm nay đồng đạo nào mà từ đó về chúng ta tu hoặc là mới tu mà chúng ta chưa từng xem giảng thầy, chưa đọc giảng thầy, thì chúng ta nên xem lại mình. Như thế là chúng ta chưa phải là người tu, cũng chẳng phải là tín đồ Đức Thầy. Mình phải nhớ điều đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, coi giảng xong thì Đức Thầy dạy thì phải tự xét mình. Cho nên hôm nay coi giảng là chúng ta tự xét chúng ta. Ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Hoặc giả Đức Thầy giải rất rõ trong bài Bóng Hồng, ai mà xét biết ăn năn, hoài đầu hướng thiện bằng tăng gác dùm. Hoặc là cuối quyển tư thầy cũng dạy rất rõ, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giác chiều. Cho nên hôm nay chúng ta coi giảng để chúng ta xét mình, chứ không phải đồng đạo chúng ta coi giảng rồi mình xét đồng đạo khác. Cũng có nhiều đồng đạo chúng ta kinh điển giảng thầy thuộc nhiều lắm, giống như Đức Thầy dạy học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đè các xe tàu. Nhiều khi mình thuộc giảng thầy nhiều lắm, mình không lo xét mình, mà lúc nào mình cũng khoe mẽ cho rằng là mình là thông suốt, rồi mình dùng lời Đức Thầy làm một công cụ đánh đồng đạo này, rồi chúng ta lại chê bai đồng đạo khác, thì điều đó chúng ta vẫn phạm với luật như thường đồng đạo à. Cho nên Đức Thầy thường cảnh báo chúng ta trong bài Viếng Làng Phú An, nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bỏ lòng con mế. Cho nên hôm nay chúng ta mượn lời Đức Thầy làm một phương tiện để là chúng ta xét mình. Cho nên ý thứ hai, bước thứ hai là chúng ta xét mình. Và đồng thời khi đồng đạo xét mình thì đương nhiên chúng ta sẽ phát hiện được những thói hư tật xấu. Nếu mình không phải xét mình thì không bao giờ chúng ta biết được thói hư tật xấu trong mỗi con người chúng ta. Khổng Tử dạy là nhân vô thập toàn, tất cả chúng ta không ai toàn vẹn. Nếu tôi và quý vị, quý đồng đạo toàn vẹn thì chúng ta thành Phật hết rồi, về cực lạc hết rồi, đâu còn ngồi đấy đồng đạo. Cho nên khi mà chúng ta sinh ra trong cõi đời này là mình biết mình chưa hoàn toàn, mình chưa toàn vẹn. Cho nên khi mình xét mình thì đương nhiên ít nhiều hoặc ít hoặc nhiều chúng ta sẽ phát hiện những thư tật xấu ở mỗi con người chúng ta. Và đồng thời khi mình phát hiện thư tật xấu rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới loại bỏ, mới sửa sang, loại bỏ những cái hư, bỏ những cái dở, bỏ những cái hư hỏng để chúng ta đem vào những cái điều tốt đẹp. Thì đó là cái bước thứ ba mà chúng ta cần thực hiện. Và khi chúng ta bắt đầu sửa sang, đồng thời bên cạnh đó bước thứ tư là chúng ta giữ gìn những điều đang cấm sau đây. Cho nên nội cái đoạn đầu này thôi chúng ta thấy Đức Thầy đã khái quát được gọi là văn tư tu, là một thông giáo trong đạo Phật.
Bởi vì khi đã có giảng, đây là văn huệ, thì phải tự xét mình là tư huệ và sửa sang những thư tật xấu, đó là tu huệ. Và nếu nói theo thông giáo trong đạo Phật, văn tư tu gọi là tam huệ đó, thì con người mà thực hiện được ba điều này là chúng ta có trí tuệ rồi, có trí huệ đồng đạo. Cho nên hàng ngày chúng ta thường nguyện ở cái ngũ nguyện cầu: Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giải đắc đạo quả. Chúng ta nguyện xuông mà chúng ta không hành, Phật không độ đồng đạo. Mình cứ nói điều đó, bởi vì đạo Phật giáo họ là đạo thực hành, chứ không phải đạo nói suông. Nói suông ai nói không được. Nếu nói suông đắc đạo hết rồi. Cho nên cái quan trọng chúng ta nguyện để gì? Để mình nhớ. Mình nhớ mục đích chúng ta phải đạt huệ. Mục đích là Phật và Thầy tiếp với chúng ta. Cho nên Đức Thầy bây giờ là hãy ráng sức thi hành, thì sẽ có Thầy ủng hộ. Mà nếu chúng ta không ráng sức thi hành, làm sao Thầy ủng hộ được đồng đạo? Cho nên đây cũng là một những cái cơ sở để mỗi đồng đạo chúng ta tu tập phát huệ. Do đó chỉ lời giảng nhập này thôi, trong 8 điều đăng cấm lời phi môn đạo, chúng ta cảm nhận được những cái giá trị tích cực trong quá trình tu hành. Chỉ có vài chữ đầu tiên thôi, thì có một khả năng, một nội năng giúp cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo thực hành đúng theo cái khuôn phép này, chúng ta đạt được vậy đó. Thì đó là lời giảng nhập mà Đức Thầy dạy ở đoạn đầu. Và sau khi lời giảng nhập này thì Đức Thầy mới dạy những cái việc xung quanh trong cuộc sống, được sắp xếp từng tự từ điều thứ nhất đến điều thứ 8, tức là đi từ thấp, từ cái nền tảng căn bản nhân đạo trong cuộc sống, rồi từng bước một chúng ta bước lên trên Phật đạo, và chúng ta đi về Tây Phương luôn đồng đạo. Đây là con đường về Tây Phương đấy, chứ không phải là đơn giản đâu đồng đạo à. Cho nên điều thứ nhất Thầy mới giải đắc đỏ. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Vậy thì điều thứ nhất này Đức Thầy dạy chúng ta hai cái định hướng. Một là những thói hư tật xấu trong xã hội. Hai là những điều tốt đẹp, là những điều mà xã hội đang tôn vinh, là những điều đưa con người đến chỗ thánh thiện. Cho nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi đàn điếm. Thì đồng đạo nhìn bằng một cái cách nhìn thế giới quan đi. Một con người mà sống trong xã hội này mà phạm bốn cái này, thì người này coi như là không có còn cái gì là uy tín, cũng không có còn cái gì là phải nói rõ là sự nghiệp. Kể như là họ sẽ tu thui chột cái cuộc đời của họ, từ thui chột kinh tế, từ thui chột uy tín, và cuối cùng thì họ sẽ thui chột luôn cả một cái tương lai của họ. Cho nên hôm nay người tu chúng ta, thì giờ này yếu tố đầu tiên đồng đạo thấy Đức Thầy dạy chúng ta không được uống rượu. Và đồng thời với giới rượu này thì theo tôi tìm hiểu là Đức Thầy đó, Đức Thầy dạy ba hạng. Nếu mà mình là người còn giao tiếp với xã hội nhiều thì với rượu nữa Thầy chăm chế. Đức Thầy cho phép chúng ta dùng rượu nhẹ, đừng có tỏ sự chia rẽ với kẻ ngoại đạo. Và đặc biệt thì điều kiện đặt ra là trong những ngày cho lạc cứ hẳn. Thì đây là bước đầu tiên, cái điều kiện mà hầu như là mọi đồng đạo chúng ta bắt buộc phải dùng chút rượu nhẹ với người ngoại đạo. Mà nhớ là người ngoại đạo nhé. Còn nếu người trong đạo mà dùng rượu nhẹ không được. Anh Xui ơi, lon qua nhà tôi thôi cũng có một mớ đồ ngon, anh em mình dùng chút rượu nhẹ, vậy là không được. Bởi vì Xui gia một đạo nha, mà làm sao dùng rượu nhẹ được trong đó. Cho nên hiểu đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa Đức Thầy dạy làm sao? Đức Thầy dạy là chúng ta trong những ngày chai lạc cử hẳn, như vậy thì dùng đó chút rượu nhẹ là dành cho người ăn chay kỳ. Còn người ăn chay trường ngày nào cũng chai lạc hết trơn thì Thầy đâu có châm chế được trong đó. Ý thứ ba nữa là gì? Cao hơn nữa, người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lị mình. Cho nên ý thứ ba này về rượu là Đức Thầy dạy chúng ta cái hơi men chúng ta cũng tránh. Ngày xưa thì vấn đề này mình thấy nó không, nói chung là không quan trọng lắm. Nhưng mà giờ này đồng đạo thấy cảm nhận rất là quan trọng. Giờ này chỉ cần đồng đạo tham gia giao thông mà trong nồng độ cồn, trong máu chúng ta, khí thở chúng ta mà có hơi men thôi là coi như là chúng ta bị phạt đồng đạo. Tôi thì thỉnh thoảng cũng bị anh em bên ngành giao thông cũng chặn đường, đo nồng độ cồn hoài cũng vài lần rồi. Nhiều khi rồi vừa đo xong cái mình thấy cũng nói chung là mình thấy cũng rất là tinh tế. Bởi thời gian gần đây đồng đạo biết rằng đất nước Việt Nam chúng ta đó, mà nếu là tai nạn giao thông một ngày chết như vậy đó, một năm mà chết như vậy, một tháng chết như vậy, chúng ta thấy dân số gần bằng một xã đồng đạo. Đâu phải là ít đâu đồng đạo. Cho nên hôm nay chính vì vấn đề đó mà pháp luật nhà nước, quốc hội đã ban hành đó, những cái quy điều tham gia giao thông đủ uống rượu. Chỉ cần cái hơi thôi, chỉ cần chúng ta lỡ dùng một chén cơm rượu thôi, lỡ uống nửa ly bia thôi, lỡ mình anh em mình đó là nếm môi thôi. Ngày xưa nếm môi không có sao, mà bây giờ nếm môi là có sao. Ví dụ giờ mình đang đi dự tiệc,
rồi gặp một người bạn thân liếm môi thôi, hoặc anh em uống một ly bia không có sao, thì thật sự không có sao thật. Về phương diện giới luật không đánh đổi, và thầy chấm chế. Nhưng mà khi chúng ta bước ra về đó, chúng ta đang lái xe đó, mà lúc bây giờ các ngành chức năng anh em làm nhiệm vụ, mà đồng đạo biết thời gian gần đây rồi, các ngành giao thông là đóng chốt không à, bắt cả ai đi ngang cũng đều thử nồng độ cồn cả, không cần xét trình giấy tờ đồng đạo, đưa một thiết bị kêu chúng ta thổi vào đó thôi, mà nếu trong đó nó hiện lên con số là coi như là xong, đây là chúng ta bị phạt đó. Nên chúng ta thấy là điều tinh tế không? Thật sự là theo tôi nghĩ đó, tương lai đồng đạo, tương lai chắc có thể là rượu này sẽ đi vào truyền thống rồi, không có còn mà phát triển về cái xã hội văn minh giờ ngày này đồng đạo à. Cho nên điều này chúng ta thấy là giải thầy rất là phù hợp. Cái quan trọng nói về điện chi, để chúng ta thấy cái tính thực tế mà Đức Thầy đã dạy năm nhâm ngũ 142, bây giờ này chúng ta thấy lần lần nó có những cái phù hợp lắm. Cũng giống như quý cô nhớ hồi xưa đốt pháo không, mà giờ này nhà nước cấm đốt pháo là mấy mươi năm nay không còn nghe tiếng pháo nữa, hoặc giả là giờ này nhà nước cấm vấn đề cờ bạc, thì dầu rằng cờ bạc số đề số đuôi nhỏ lớn gì, nhưng mà sớm muộn gì thì chúng ta cũng ra vành móng ngựa, sớm muộn gì chúng ta cũng phải vào con đường lao lý thôi. Cho nên hôm nay ngoài uống rượu ra, thầy mới dạy chúng ta là cờ bạc. Vậy thì cờ bạc không phải trên tay cầm lá bài hay là con cờ mà gọi là cờ bạc đâu. Cờ bạc là từ ngữ để chỉ chung cho các cuộc vui chơi. Ví dụ như đá cá nè, đua ngựa nè, tài xỉu nè, cá cược bóng đá nè, vân vân. Thì các hình thức này đều gọi là cờ bạc, tức là trường đỏ đen đó. Mà Đức Thầy dạy một chỗ trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ đó, cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Cho nên đây là một cách nhìn khách quan mà Đức Thầy đã dạy rất rõ. Do đó cho nên giờ này thì thật sự là nếu nói cờ bạc thì rất là rộng, nhưng mà theo chúng tôi kinh nghiệm đó thì dòm đi dòm lại thì đồng đạo chúng ta cũng rất ít. Có điều mà chúng ta dễ phạm nhất là gì? Vé số kiến thiết. Điều này là chúng tôi thấy đồng đạo chúng ta thường phạm. Thì từ ở lòng nhân, nhiều khi cái này mình không có ý đồng đạo à, lòng nhân. Cho nên vì lòng nhân thấy người ông già bà cả đi bán tội nghiệp quá, thì chúng ta lấy 10.000 giống như mình vừa mua vừa giúp luôn vì từ thiện. Nhưng mà khi chúng ta nhận một tờ vé số bỏ trong túi rồi, nhất là khoảng 4 giờ, 4 giờ rưỡi luôn, bây giờ là mình tâm không yên rồi. Không có thì thôi, mà có bắt đầu tính rồi đồng đạo. Tâm viên ý mã rồi nó suy nghĩ, những chuyện chưa xảy ra, những chuyện sắp tới bắt đầu nó có những sự tư tưởng suy nghĩ làm cho tâm chúng ta động. Thôi giờ này nếu mình thương ông già bà cả, thay vì dùng 10.000 mua vé số, thì bây giờ chúng ta dùng 10.000 cho ông già bà cả luôn, khỏi lấy vé số thì tốt rồi, thiện lòng nhân. Mà khi chúng ta mình mua một vé số 10.000 thì cái người bán lời có 1.000 thôi, mà chúng ta cho người ta 10.000 không lấy vé số là người ta lời, ta bán được 10 vé đồng đạo. Tốt. Rồi cũng có một số đồng đạo suy nghĩ rằng ham làm từ thiện lắm, cho nên mua số mà giá trúng làm từ thiện. Tại sao chúng ta không làm 10.000 đi mà đợi có 2 tỷ mà làm? Coi chừng làm 10.000 phước nhiều hơn, bởi với một cái lòng tha thiết muốn nhiều hơn. Còn khi mà có 2 tỷ rồi, lúc giờ chúng ta tu yên đồng đạo. Tôi thấy là khó yên đó đồng đạo à. Có 2 tỷ trong túi để biết liền đồng đạo à. Lúc giờ tâm chúng ta tính đủ thứ đó. Dầu rằng mình làm từ thiện 1 tỷ, còn lại 1 tỷ, nhưng mà tâm chúng ta sẽ động, và kết quả không cao, bởi chúng ta phạm với luật rồi. Cho nên vấn đề này chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Đấy là muốn nói về vấn đề cà bạc. Rồi cái vấn đề á phiện. Á phiện ngày xưa giờ là bạch phiến, giờ là heroin, ma túy đá, ma túy thần. Đó là tùy theo cái điều kiện xã hội phát triển mà có thể mọi cái thì nó không còn giống như truyền thống ngày xưa nữa. Như vậy thì về á phiện thì có lẽ là chúng ta không phạm. Cái điều chúng ta lo nhất là con em của mình đồng đạo à. Hôm nay mình là người Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mình phải răn dạy con của mình. Cũng như Đức Thầy được thường trao lời cùng ông Táo, ở thị thiền đua trang sướng khởi những tuần hương cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đỉ ma cô người hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo chẳng khỏi than dùm dân tộc quá hư hẹn. Cho nên hôm nay đây là những điều mình nói gọn là không tốt rồi. Do đó thì có thể chúng ta là cha mẹ phải có trách nhiệm để nuôi dạy con mình, đừng để cho nó lún sâu vào tội lỗi rồi trở thành những gánh nặng của xã hội. Và đồng thời bên cạnh á phiện này, về phần thô thì chúng ta không bàn, nhưng mà phần tế đó thì có thể chúng ta nghiên cứu kỹ một chút. Đó là điếu thuốc lá mà chúng ta hút đồng đạo. Như vậy hút thuốc lá không phải là chúng ta phạm giới, nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng trong điếu thuốc lá nó có một phần nhỏ của heroin. Có thể nói là nó cũng là thuộc cháu nội cháu ngoại của á phiện đó đồng đạo. Cháu nội cháu ngoại ma túy đó. Mà đồng đạo thấy bao bì của gói thuốc để rất là phải nói rõ là, rất là phải nói gọn là quan trọng. Ngày xưa thì để là hút thuốc lá có hại sức khỏe đúng không?
Còn ngày nay là hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, để lá phổi bị hư rồi đi thuốc đâm ngang lá phổi luôn. Tức là vừa chữ viết vừa hình ảnh để mô phỏng một vấn đề tai hại như thế đó. Cho nên thôi giờ này đồng đạo chúng ta còn hút thuốc đó thì đồng đạo thông cảm, nếu bỏ được tốt đồng đạo à. Xã hội văn minh rồi, giờ này phải ngày xưa nữa đồng đạo. Mình đến nơi công cộng, nơi bệnh viện, nơi trường học, nơi những cái nhà ga xe, những sân bay đó mà đồng đạo móc cái thuốc hút là chúng ta bị phạt liền đồng đạo. Bảo vệ chụp hình là phạt liền, tôi nhớ mức phạt như 300.000 đồng đó đồng đạo à. Cho nên bây giờ này đồng đạo hút thuốc lá thì tôi biết rất là khó. Hồi đó mình hút đó, mình bỏ thuốc tới 7 lần mới được đồng đạo à, không phải là dễ đâu. Cho nên tôi biết đó. Do đó thì đồng đạo chúng ta có hút thuốc lá thì chúng ta cố gắng làm thế nào đó, mình phải cố gắng, phải mạnh dạn lên. Điếu thuốc bỏ không được làm sao đắc đạo được đồng đạo. Bởi đâu có ông Phật nào mà cầm điếu thuốc đâu. Mình phải nhớ kỹ điều đó. Rồi hơn thế nữa, hàng ngày chúng ta sống trong gia đình của mình, mình hút thuốc lá rồi vợ mình, con mình nó bị ảnh hưởng khói thuốc thụ động. Nhất là khi mình có con có cháu, cháu nội cháu ngoại cưng dữ lắm, gặp là hôn nè, ẩm trên tay đâu có dám buông ra, cưng lắm, nhưng mà trên tay cầm điếu thuốc rồi còn hút thuốc thì như thế là chúng ta đầu độc cháu mình rồi. Mình cưng, nhưng mà cưng kiểu đó là chúng ta giết con cháu mình đồng đạo à. Cho nên nhiều khi mình sống không vì mình cũng vì con cháu mình, hôm nay bỏ thuốc tại vì cưng cháu nội quá. Còn hút thuốc như vậy nó chịu ảnh hưởng khói thuốc thụ động, tuổi nhỏ mà nó ảnh hưởng như thế thì nửa lớn nó bệnh rất là nhiều đó. Đây là mình nói một cách khoa học đồng đạo. Cho nên vấn đề này là vấn đề rất là tế nhị trong cuộc sống. Chúng ta chỉ phiên nhau thôi, cũng như Đức Thầy từng phiên chúng ta, ai làm được thì tốt, mà làm không được cũng tốt, từ từ chúng ta dứt bỏ. Còn ý tố thứ tư là chơi bời theo đàn điếm thì theo tôi nghĩ là chắc có thể là không đến đổi đồng đạo, không đến đổi rồi, đối với chúng ta chắc không đến đổi rồi. Như vậy thì đây là bốn cái điều mà Đức Thầy giải đắc rõ là tứ độ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Thì đây là những điều nhuốc nhơ, những điều tội lỗi, những điều tệ hại vướng vào bốn vấn đề này thì coi như cuộc đời chúng ta khánh kiện, mình sẽ thu chộp cả một cái tương lai tươi sáng của mình như chúng tôi nói là nó đầu nãy. Và đồng thời ngoài những điều nên tránh này, những điều không nên làm, thì Đức Thầy dạy thêm điều nên làm, đó là phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Như vậy thì luân lý là gì? Là lý lẽ cao đẹp, cao thượng, là một bản sắc văn hóa của một con người, của một dân tộc, của một bản xứ, của một đất nước đồng đạo. Cho nên hôm nay luân lý đây có thể chúng ta hiểu đây là cái đạo ngũ luân mà Đức Thầy dạy rất rõ, là đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa cúng kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu dì, thêm kính nhường anh chị kẻ cứu tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá, rồi đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Như vậy thì một đoạn trong Phong Buồn Ngủ, Đức Thầy cũng đã nói được một phần nào về cái đạo, cái luân lý. Cho nên con người chúng ta là một động vật cao cấp, một động vật thượng thần. Như vậy thì cái nét luân lý sẽ bảo vệ trường tồn động vật thượng thần này, cái nét luân lý sẽ bảo vệ cái tính cách ăn ở cư xử con người chúng ta, cũng là động vật nhưng mà khác hẳn với động vật khác, là nhờ ở đời chúng ta có cái luân lý đó. Rồi ngoài luân lý ra, Thầy dạy là tam can. Tam can thì gồm có quân thần, phụ tử, phu thê. Mà giờ này quân thần can tức là đối với cái đạo vua tôi. Ngày xưa thì vua tôi gọi là Ân Quốc Vương, được đứng đầu. Thì ngày hôm nay Đức Thầy do điều kiện xã hội, do ngôn ngữ Việt, cho nên Đức Thầy dùng cái từ ân đất nước. Do đó cho nên cái can đầu tiên này, chúng ta ráng giữ gìn đất nước đó. Mình phải là người công dân gương mẫu, thượng tôn pháp luật, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Mà Đức Thầy giải rất rõ là hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, thì ta hãy đáng tránh đừng làm việc chi sẽ giúp đánh đổi, làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho cả ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta định nước vậy. Như vậy thì nguyên một án văn cuối mà Đức Thầy giải cách định đất nước, đồng đạo nằm lòng rồi, chỉ cần chúng ta thực hiện theo vấn đề đó. Và đồng đạo nên nhớ kỹ rằng trong tâm mình nên khắc kỹ bờ cõi vững lận, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hoặc là nước mất thì cơ sở của đạo sẽ bị lấp vùi, nước còn nền đạo được phát khai được rỡ. Đất nước và dân tộc, đất nước và tôn giáo, nó có một cái mối giao thoa hài hòa đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Cái này còn, cái kia còn, cái này phát triển, cái kia phát triển, mà cái này tiêu vong thì cái kia coi như là rã bẹt. Đây là một cái quy luật trong cuộc sống đồng đạo, nó có một sự giao thoa với nhau. Cho nên hôm nay chúng ta đỡ đất nước là chúng ta cũng đang phát huy về tôn giáo đó, đồng đạo có tin không?
thật sự là như thế. Mình lo đời đất nước là mình lo vung bồi cho tôn giáo mình được phát triển đó. Mình hiểu như thế thì đấy là tánh tính tích cực của người tín đồ Phật giáo họ chúng ta khi chúng ta thực hiện cái căn đầu tiên này. Rồi cái căn thứ hai là phụ tử, phụ là cha, tử là con. Đây muốn nói ân tổ tiên cha mẹ mà ngày xưa thì Đức Thầy chúng ta dạy, Đức Phật dạy là ân phụ mẫu. Ngày nay thì ân tổ tiên cha mẹ. Như vậy thì giờ này đã thực hiện cái căn này thì người dân, mọi con người tín đồ nó điên, người dân nói chung thì chúng ta phải đền đáp cái chữ hiếu. Rồi cái căn thứ ba là phu thê, tức là chồng vợ. Như vậy thì người nào mà không có chồng có vợ sống độc thân thì chúng ta khỏi giữ cái căn này. Cho nên người sống độc thân nó có nhiều cái lợi đồng đạo. Ví dụ như bát nhẫn đi, chúng ta mà sống độc thân giữ có 7 nhẫn, không giữ 8 nhẫn đâu. Bởi nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên đâu có giữ đâu. Còn tam căn này đồng đạo độc thân chúng ta giữ có 2 căn à. Phải không? Cho nên Đức Thầy giải rộng thôi. Nhưng mà đó là mình bàn thêm một số nét. Như vậy thì đa số phần đông người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta là người có vợ có chồng. Do đó cho nên nếu có vợ có chồng, đồng đạo nhớ lần dùm tôi 2 câu giảng Thầy ở 2 bài thôi. Một bài thì Đức Thầy dạy trong cái bài lấy chồng chệch, yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Ngày xưa người ta chúc nhau nó răng long đầu bạc đúng không? Nhưng mà Đức Thầy chúng ta tinh tế hơn, bởi vì tuổi khoảng 40-50 răng nó long và nó rụng và đầu nó bạc rồi đồng đạo. Cho nên chưa tuyệt đối. Tuyệt đối là phải yêu đương nhau đến phút cuối cùng, đến giờ tắt thở thôi, thì đó mới thật sự là vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Thì nếu trong cái đạo đồng đạo nhớ giùm tôi 2 câu giảng này thôi là coi như là tuyệt vời rồi. Rất là tinh tế tuyệt vời trong cuộc sống rồi. Thì đấy là chúng ta thấy rõ về một cái góc độ của tam can. Rồi Đức Thầy còn giải thêm ngũ thường nữa. Ngũ thường thì đây là một cái cương lĩnh của đạo nho. Cho nên cương lĩnh đạo nho thì nam có tam can ngũ thường, nữ thì có tam tùng tứ đức. Giờ ở đây Đức Thầy không dạy nữ, tuy nhiên nó hàm ý với nhau. Bởi vì có tam can ngũ thường là có tam tùng tứ đức, mà có tam tùng tứ đức là có tam can ngũ thường. Bởi vì đây là những điều cương lĩnh của đạo nho. Mình nó gọn như thế để chi? Để quý phụ nữ chúng ta cũng có một cách nhìn rộng hơn khi chúng ta hiểu về tam căn ngũ thường. Và đồng thời ngũ thường thì gồm 5 cái món thường hàng gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Hành chữ nhân là không sát sanh. Rồi hành chữ nghĩa là không đạo tặc. Hành chữ lễ là không tà dâm. Hành chữ trí là không uống rượu. Mà hành chữ tính là không nói dối. Và đồng thời hiểu về nhân đạo thì ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mà hiểu về Phật đạo, ngũ thường là gì? Là ngũ giới của nhà Phật đó. Đây là cái điều siêu màu trong đạo Phật giáo hảo chúng ta. Có nghĩa là trong nhân đạo có Phật đạo. Dầu rằng giáo pháp chúng ta là học Phật tu nhân, nhưng mà trong tu nhân có đạo Phật, đồng đạo có Phật ở trong. Do đó cho nên hiểu về nhân đạo thì ngũ thường là 5 món thường hàng của nho giáo. Mà hiểu về Phật đạo thì đây gọi là ngũ giới cấm. Bắt sát sanh, bắt đạo tập, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ là bắt âm tủ. Cho nên hôm ngày xưa Đức Phật mới chế 5 cái giới này để chi? Để dành cho hạng tại gia cư sĩ. Cho nên mình là người tại gia cư sĩ, Đức Thầy dạy 2 chỗ. Một là tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo cho ông cò tào hảo. Hai là Đức Thầy dạy là ngài hằng giới ngũ quy tam, sắc không không sắc tánh phàm đổi thai, mà Thầy đắc rõ trong cái bài cảm tác. Cho nên đạo chúng ta có ngũ giới đồng đạo à. Đức Thầy có triển khai ngũ giới đó. Cho nên ở đây đồng đạo ít có xem giảng Thầy, rồi chúng ta lại nghe bên ngoài giới thiệu ngũ giới chúng ta theo bên ngoài, không ngờ Thầy mình dạy mấy chục năm nay chúng ta quên không biết đồng đạo. Do đó cho nên một người mà sống trong cõi đời này, mình nói về cái phương tiện, về khách quan trong cuộc sống. Một người mà sinh ra từ nhỏ lớn khôn mà không uống rượu nè, không cờ bạc nè, rồi là không uống rượu nè, không đạo tặc nè, rồi không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu, rồi không sát sanh nữa. Như vậy thì một người mà 5 món này mà chúng ta không phạm thì đồng đạo hình dung con người rất là tốt. Rất là tốt đồng đạo. Cho nên 5 điều này đã bảo vệ cái nhân phẩm của đức con người chúng ta. Nó cũng nằm trong cái luân lý mà chúng ta bàn hồi nãy. Vậy thì điều đáng cấm thứ nhất này, Đức Thầy dạy uống rượu ta 2 lần đúng không? Một lần là ở chỗ của phần đầu hồi nãy ta cho nên uống rượu, và cái phần ở trong ngũ thường này thì hành cái chữ trí cũng không uống rượu nữa. Thì đấy là mình hiểu một số khái niệm về tam căn ngũ thường. Vậy thì điều đáng cấm thứ nhất này, đây là hoàn bị đạo nhân. Ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đạo nhân người tín đồ Phật giáo và hảo thì chúng ta phải giữ luân lý tam căn ngũ thường. Chúng ta không uống rượu, không á phiện, không cờ bạc, không chơi bời đàn điếm, thì đó là nhân đạo đó. Đấy là mình đã làm xong nhân đạo rồi. Và đồng thời đi đối với nhân đạo thì đến địa điểm cấp thứ nhì Đức Thầy dạy, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành tu hiện chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận.
Như vậy thì điều răng cấm thứ nhì này Đức Thầy đưa ra nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là ta chẳng nên lười biếng, khuyên chúng sanh bỏ tánh biếng lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Như vậy thì tánh lười biếng, đây là một tật xấu, không ai chấp nhận được. Nhiều khi chồng mình lười biếng, các cô không chấp nhận rồi, rồi vợ mình lười biếng, quý chú đâu có chấp nhận được, được phải không đồng đạo? Rồi luôn cả con cái của mình sinh ra mà con mình nó lười biếng quá thì mình đâu có chấp nhận được. Cho nên chính vì lý do đó mà bản thân chúng ta lười biếng, chúng ta không chấp nhận được. Một người lười biếng thì xin thưa đồng đạo, kết quả không tốt rồi, kết quả không phát triển rồi, nhất định chúng ta sẽ bị động đồng đạo. Lười biếng còn gọi là lười lao động trong cái cuộc sống, thì đây là những điều mà chúng ta sẽ bị tụt hậu, không thể nào phát triển được trên cái cuộc sống bình diện mỗi con người. Ở đây chúng ta nói về cuộc sống đời thường thôi. Nhìn ở xóm mình đi, những cái hoàn cảnh cơ nhở, những cái người mà nghèo khổ thì nguyên nhân do đâu nghèo? Bây giờ mình ngồi đó nhìn ở cái thôn hương mình biết rồi, cái người nghèo do đâu nghèo? Do hai yếu tố chính: một là người này lười biếng, hai là người này phạm tứ đủ tượng. Đây là hai cái nguyên do mà nó sẽ làm cho con người chúng ta khánh kiệt về kinh tế và mất luôn cả uy tín. Cho nên hôm nay chúng ta tu là chúng ta phải siêng năng. Và Đức Thầy dạy ta chẳng nên lười biếng, đây ngoài việc cần kiệm sốt sắng lo làm ăn rồi, bên đó còn phải lo tu hiền chân chất. Cho nên ta chẳng nên lười biếng là về phương diện làm ăn, đồng thời về phương diện tu hành ta cũng không được lười biếng đồng đạo. Bởi vì ta chẳng lười biếng đứng đầu hai cái vế phía sau. Cho nên hôm nay mà tu hành đồng đạo mà lười biếng không đạt kết quả rồi. Tôi nói đơn giản, cúng mà chúng ta làm biếng cúng thôi coi như là thua rồi. Ăn chay mà làm biếng ăn chay là không được rồi. Rồi bây giờ đọc kinh, đọc sách, đọc lời giảng thầy mà chúng ta làm biếng không đọc, đi dự thuyết giảng chúng ta lười biếng không đi, không chịu đi dự, ở nhà làm sao mà chúng ta đầy đủ được đồng đạo? Rồi luôn cả làm từ thiện xã hội mà chúng ta cũng lười biếng luôn. Ta chị bạn rủ đi 5-7 lần mới đi được bữa vậy đó. Thì như thế là mình nên xem lại mình. Do đó cái khái niệm ta chẳng nên lười biếng nó phải bao gồm luôn cả làm ăn và tu hiền đồng đạo à. Bởi vì tôi thấy đồng đạo chúng ta tu cũng còn một số lười biếng đó. Hoặc giả là mình cũng vậy đồng đạo, có lúc mình cũng rất là lười đó. Nhất là những lúc đi làm nhiệm vụ quá nhiều đi, thật sự là sáng thức gì không nổi đồng đạo. Có nhiều khi chỉnh hồ reo đó, nó reo đó, nhưng mà gần thức không nổi, bị quá mệt đó. Mình cũng lười nữa chứ không lười đồng đạo. Cho nên ở đây chúng ta phải bàn các vấn đề đó để làm chi? Để mỗi đồng đạo chúng ta thấy rõ được cái giá trị lời dạy Đức Thầy từng câu từng chữ đó. Rồi Đức Thầy mới giải rõ là ta chẳng lười biếng, thì bên cạnh không lười biếng mình phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn. Như vậy chứ cần là gì? Khổng Tử dạy cần vi vô giá bảo thận thị hộ thân phù. Cần kiệm là của báo vô giá, mà cẩn thận là lá bù giữ mình đồng đạo. Cho nên hôm nay một con người mà sống ở đời này mà không cần kiệm đó, dầu cha mẹ mình có để lại cho mình vàng kho, có để lại cho mình tiền tỷ, có để lại cho mình đất cò bay thẳng kiến, nhưng mà cuối cùng rồi cũng bị mất hết đồng đạo. Còn hôm nay chúng ta cần kiệm lo làm ăn là chúng ta được sử một cái kho báo đó. Mà đặc biệt kho báo này chúng ta xài hoài không hết. Tức là kho báo này ở đâu? Nằm ở trên bàn tay chúng ta, nằm ở trên khóp con tim chúng ta. Cho nên Khổng Tử mới dạy là cần vi vô giá bảo, cần kiệm là của báo vô giá. Và đồng thời nếu chúng ta cẩn thận là lá bùa giữ mình. Mỗi đồng đạo chúng ta có được tính cẩn thận lá bùa giữ mình. Rồi đồng thời ngoài tư tưởng Khổng Tử ra, tư tưởng Lão Tử không khác đồng đạo. Lão Tử có ba báo, có ba của báo: Ngô Hổ Tam Bủ Trì Nhi Bảo Chi, nhất viết từ, nhì viết kiệm, tam viết bắt cảm di tiên hạ tiên. Lão Tử đã dạy trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có ba món bảo quý: một là hiền từ, nhất viết từ; hai là kiệm; ba là tam viết bắt cảm di thiên hạ tiên, có nghĩa là ta luôn luôn đứng sau thiên hạ. Như vậy chứ kiệm đó là kiệm ước nha. Kiệm đó không phải là chúng ta hà tiện, hà tiện không còn là kiệm nữa. Cho nên kiệm là triết trung lại, cái điều gì đáng xài thì chúng ta xài, điều gì không đáng xài chúng ta nhịn. Đó là kiệm. Như vậy thì ngoài cần kiệm này là tư tưởng của Khổng giáo, tư tưởng của Lão giáo, bên cạnh đó đây cũng là cái bản sắc văn hóa của giống dân Hồng Lạc mà Đức Thầy dạy rất rõ: cần lao, nhẫn nại, Lạc Long tổ truyền. Đáng lẽ ra dân tộc Việt Nam cho dân tộc tính đó, thì từ cái thời của Lạc Long Quân, từ cái thời tổ phụ Âu Cơ thì đã dạy ông cha chúng ta là phải cần kiệm rồi. Cho nên qua ba cái nguồn tư tưởng lớn này thì hôm nay Đức Thầy đúc kết lại, mọi đồng đạo chúng ta phải cân kiếm và đồng thời sốt sắng lo làm ăn. Sốt sắng là chúng ta phải cố gắng, mình phải gia tăng sản xuất, tự chúng ta phải phát triển ngành nghề để rồi chúng ta lo làm ăn. Nhớ là lo làm ăn, hầu đó chưa tu thì không lo làm ăn.
Giờ này tu rồi lo làm ăn, chứ đừng có lo chạy theo thời cuộc thiên cơ. Bởi đồng đạo chúng ta cũng có một số người tu rồi mà chạy theo thời cuộc thiên cơ, cứ lo đời tới, lo núi nổ, lo thầy về, không lo làm ăn. Thì nếu thế thầy chưa về nữa, núi chưa nổ nữa mà chúng ta khổ rồi đúng không? Đời chưa tới mà chúng ta đã tới trước đời rồi. Nhất là đạo Phật giáo hảo chúng ta, đây cũng là một cái điều yếu nhất, một cái điều gây hoang mang dư luận quần chúng nhất trong đạo chúng ta. Cho nên những đồng đạo nào gần gũi ban trị sự từng nghe giảng thầy thì không đánh đổi. Còn một số đồng đạo chúng ta tự phát thì đồng đạo thấy khi mà sự kiện gì trên đất nước này bão lụt, dông to dông gió nhiều cũng bảo là đời tới. Rồi nghe cái chuyện mà núi bị cháy cũng nói đời tới. Cái chuyện linh linh nghiệm nghiệm thì nghe cái nói đời tới à. Không được đồng đạo à. Mình tu hành phải lo làm ăn, đừng có lo chuyện bên ngoài. Hôm nay chúng ta lo làm ăn đó là một cái căn bản. Hầu đó mình chưa tu, mình lo có một người một mình mình thôi, ích kỷ thôi. Nhưng mà giờ này chúng ta tu rồi, Đức Thầy dạy là lo tròn cha mẹ như thế. Nghĩa là mình còn lo cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con. Rồi đồng thời lo tròn cha mẹ như thế xong, chúng ta còn tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ khó bữa vừa qua. Mình còn mở lòng nhân ái, hỗ trợ những người nghèo, những người tàn tật, những hoàn cảnh cơ nhở, những màn trời chiếu đất mà giờ này không có tiền lấy gì lo đây. Cho nên buộc chúng ta phải làm ăn. Làm ăn để chúng ta không có mắc nợ, làm ăn để chúng ta tạo phúc. Mình phải nhớ mình làm ăn để lo cho mình, để trả ơn, và đồng thời chúng ta làm phước. Cho nên yếu tố này rất là quan trọng. Do đó mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, phải cần kiệm sốt sáng lo làm ăn. Và đồng thời thầy dạy là phải lo tu hiền chân chất. Tu là phải hiền, mà nếu chúng ta tu mà còn dữ quá thì mình nên coi lại hành vi của mình, ý tưởng của mình. Đồng đạo, đạo chúng ta là đạo tu hiền mà. Mà mình đã nguyện trước bằng thờ ông bà rồi, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Cho nên hôm nay chúng ta tu là phải hiền, hầu đó mình không có hiền, tánh mình nóng nảy lắm, mình hung dữ lắm, mình còn cái này, còn ái, còn ố, còn khinh, còn khi, còn thương, còn ghét. Nhưng mà giờ này chúng ta tu là phải tu hiền. Ngoài việc làm ăn, bên cạnh đó thì chúng ta kết hợp giữa tu hiền và làm ăn. Và Đức Thầy dùng từ chân chất. Cái chữ chân là thật, chữ chất là chất lượng. Đức Phật dạy là chân thật bất hoại. Làm ăn có phải chân thật, mà tu hiền có phải chân thật. Mà nếu chúng ta không có chân thật không được đồng đạo. Có nghĩa là người tu của mình, nói gọn là ăn thật, nói thật, làm thật, dùng sự thiệt giải bày tâm trí như Đức Thầy đã dạy. Chúng ta thật đi. Trên đời này thật là trường tồn, mà dối trá thì xin đồng đạo, một ngày nào đó giống như chúng ta bỏ cái kim trong túi vậy đó, nó sẽ lòi ra ngoài thôi đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta tu phải là chân, là một cái người chân thật. Cho nên thầy mới dạy rất rõ là do lo tu hiền chân chất. Chữ chất đây là chất lượng đồng đạo không? Tu phải có chất lượng nha. Còn nếu tu mà kém chất lượng quá, hàng hàng giả. Bởi vì đồng đạo biết trên thế gian này có cái gì có thiệt là có giả à. Tức là có hàng nhái á. Nó có hàng nhái đồng đạo à. Cho nên ở đây Đức Thầy dạy là chúng ta phải tu là có chất lượng, hàng thiệt à, chứ không phải hàng nhái á. Người thì có người thiệt, người giả. Rồi người tu thiệt, tu giả. Hoặc giả cái thương hiệu này tốt quá, cũng có nhiều người mượn thương hiệu này để tạo cái hàng giả. Cho nên hôm nay chúng ta tu là phải là một con người chất lượng, là Phật giáo hòa hảo. Chứ mình không có pha trộn. Không có pha trộn, bữa nay theo đạo này, ngày mai nhảy vào đạo kia, ngày mốt qua đạo nọ, thì điều đó là không chất lượng rồi. Đồng đạo nhớ kỹ, muối là ra muối nha, đường là ra đường, mà lỡ lợ lợ nửa muối nửa đường là không chất lượng đồng đạo. Cho nên hiểu từ hiểu như thế đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự sâu sắc từng câu từng chữ mà Đức Thầy đã dạy. Thì đấy là một số ý của cái phần giữa điều cấm thứ nhì này. Và điều thứ nhì này ở đoạn cuối thầy còn dạy chúng ta là ta chẳng nên đi gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Cho nên Đức Thầy biết rằng tất cả chúng ta là phàm phu thì có lẽ là chúng ta khó tránh cái sự gây gỗ lẫn nhau đồng đạo. Bởi vì đây là phàm mà, trong cuộc sống chỉ cần hơn thua với nhau một hai lời nói thôi, hơn thua với nhau vài chục ngàn đồng thì chúng ta bắt đầu có một cái sự mâu thuẫn với nhau rồi, thì đó là chuyện chưa tu, thì đó là chuyện ngoài đời. Còn hôm nay chúng ta tu rồi thì chúng ta phải khoan dung, chúng ta phải tha thứ đồng đạo. Nếu mà giờ này đồng đạo tu hành đó, tôi nói gọn, vợ chồng trong nhà mà gây gỗ với nhau là chúng ta phạm giới luật rồi đó. Hoặc giả là mình gây gỗ với con mình, với dâu mình, với rể mình, hoặc là mình gây gỗ hàng xóm là bao nhiêu chúng ta phạm giới luật rồi. Mình hãy hiểu rõ vấn đề này, thật sự chúng ta phải hiểu rõ vấn đề này. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Thực hiện được ý này thì chúng ta mới tránh được đồng đạo. Cho nên nếu mà đồng đạo nghiêm chỉnh thực hiện theo điều đoạn cấm thứ nhì này thì đồng đạo thấy gia đình hạnh phúc lắm. Chúng ta thành một người rất là tốt đồng đạo. Mình luôn luôn khoan dung, luôn luôn tha thứ với những người đối xử tệ bạc với mình, làm mình khổ.
Như Đức Thầy dạy là ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xửng, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Kính thưa đồng đạo, chúng ta phải nằm lòng nguyên án văn đó mà Đức Thầy dạy rất rõ trong phiến thiện đồng đạo. Như vậy điều đó cấm thứ nhì này, Đức Thầy rèn luyện chúng ta được các đức tính, cũng như là cần kiệm lo làm ăn, tinh tấn, rồi chúng ta có được khoan dung. Rồi đến điều đó cấm thứ ba, Đức Thầy mới dạy thêm: ta chẳng nên ăn xài chân dọn cái thái quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Như vậy thì đọc qua nguyên văn thì chúng ta đã định hình được rồi các ý mà Thầy dạy. Ý đầu tiên đó Thầy dạy chúng ta: ta chẳng nên ăn xài chân dọn thái quá. Như vậy thì ăn xài chân dọn là chúng ta biết rồi đó đồng đạo. Bởi vì bản thân chúng ta cũng có khi mình cũng ăn xài trong những đám tiệc, những cái ngày lễ Tết chẳng hạn như vậy, những lúc trúng mùa, những khi tiền nhiều. Nhưng mà điều kiện đặt ra đây là thái quá, cho nên ăn xài chân dọn không đánh đổi, mà đánh đổi ở thái quá. Vậy thì thái quá là gì? Thái quá là quá mức cho phép. Cho nên hôm nay chúng ta ăn xài mà quá mức cho phép là coi như là chúng ta phạm giới. Như vậy thì mức cho phép ở đâu? Cho nên trên xã hội này có nhiều tầng lớp, có nhiều giai cấp, có nhiều tôn giáo. Thì mỗi tầng lớp, mỗi giai cấp, mỗi tôn giáo, mỗi cái hoàn cảnh xã hội sẽ có một cách ăn xài riêng. Tôi nói ví dụ, cái người mà tỷ phú, trong tay người ta cầm hàng trăm hàng nghìn tỷ, thì người ta sẽ có cách ăn xài chân dọn theo tỷ phú. Một người quan chức nhà nước thì họ sẽ có cách ăn xài chân dọn theo một cách phong cách của một quan chức nhà nước. Rồi một người đó, một người tu theo đạo Phật là xuất gia, thì đương nhiên người ta sẽ có cách ăn xài chân dọn của người xuất gia. Rồi một người bán đồ giữa chợ thì sẽ có cách ăn xài chân dọn theo kiểu bán đồ giữa chợ. Rồi một người nông dân làm ruộng làm rẫy thì họ sẽ có cách ăn xài chân dọn theo cái kiểu nông dân làm ruộng làm rẫy của họ. Rồi một người ô xin, một người phụ hộ thì họ sẽ có cách ăn xài chân dọn của một người ô xin, một người phụ hộ. Thì đây là các cách ăn xài chân dọn, nó từng bậc trong xã hội. Như vậy thì thế nào là thái quá? Mình là một nhà nông mà mình ăn xài chân dọn giống như tỷ phú thì đó là thái quá. Mình là một người nông, nhà nông mà mình ăn xài chân dọn giống như một quan chức cao cấp thì đó là thái quá. Mình là một vị gọi là ô xin giúp việc mà mình ăn xài chân dọn giống như những cái vị thương mãi ở chợ, đó là thái quá. Mình là nhà tu mà mình ăn xài chân dọn giống như mấy em ca kỹ, giống như mấy người là nghệ sĩ thì đó là thái quá đồng đạo. Cho nên khái niệm thái quá này có thể chúng ta hiểu ở một mức độ gọi là cung và cầu. Có nghĩa rằng giờ này đồng đạo nhìn vào tài sản của mình, nhìn vào mức thu nhập của mình mà chúng ta chi làm sao mà nó cân đối. Mình chi làm sao mà cân đối là không thái quá. Mà giờ này mình chi nó thái quá, nó mức cân đối. Lương thu nhập mình một tháng có 5 triệu mà một tháng chúng ta xài tới 20-30 triệu thì điều này là thái quá. Và Đức Thầy cánh cảnh báo thêm đó: nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Hoặc là lo ăn xài, Đức Thầy dạy rất rõ đó, đừng ham lên ngựa xuống xe chứ, ăn xài phí của lũa thép gì. Cho nên hôm nay thông qua các câu giảng đó thì mỗi đồng đạo chúng ta định hình được là mình nhìn mình biết mình đồng đạo có thái quá hay không, thì mỗi chúng ta nhìn chúng ta biết. Chứ ở đây thì rất là tế nhị, mình nói ra thì nó không cũng hay lắm. Bởi vì giới luật của đạo mà, tức là nó phải vào một cái khuôn khổ. Cái khuôn khổ này để chuẩn hóa con người tu chúng ta. Cái khuôn khổ này là cái để chúng ta xây dựng một cái công đức, để chúng ta bước lên những cái địa vị cao trong cuộc sống xã hội này, để rồi chúng ta được giải thoát đó. Cho nên nó hơi khó là chỗ đó đồng đạo. Và đồng thời Đức Thầy dạy ý tiếp theo đó: ngoài việc ta chẳng nên ăn xài chân dọn thái quá, Đức Thầy còn răn dạy chúng ta đừng vì đồng tiền mà chúng ta lợi dụng, rồi đừng vì đồng tiền mà chúng ta xu phụng và phụ bạc. Như vậy thì giờ này sống ở đời người tín đồ Phật giáo hòa hảo, căn cứ ở phần giữa điều thứ ba này, thì tôi và đồng đạo chúng ta phải đặt nhân nghĩa lên hàng đầu. Chứ chúng ta đừng có đặt nặng cái vật chất, đừng đặt nặng danh vị. Nếu chúng ta đặt nặng danh vị vật chất thì chúng ta sẽ biến mình thành người lợi dụng. Mà đồng đạo nhớ Đức Thầy dạy là giàu sang nghèo khó của người ta nên thương hết, giàu cười hay khen. Thường những người lợi dụng xu phụng và phụ bạc thì người này đặt nặng đồng tiền, họ nghĩ đồng tiền là cao cả. Nhưng không ngờ khi đọc lại giảng thầy ở hai chỗ, một là ai ai cũng cứ ham tiền,
ấy là đem sợ xích xiềng cho thân, cho thân đồng đạo, hoặc là gẫm kim tiền bội bạc bắt tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến đường một bước. Vì vậy cho nên nếu như một đời sống bình thường, một con người bình thường thôi, mà người này đặt nặng đồng tiền quá, đồng tiền cao nhất, thì xin thưa đồng đạo chúng ta rất là khổ. Lúc bây giờ nhân nghĩa thì nó sẽ bỏ rơi phía sau, mà chúng ta cứ theo một cái hào nhán về danh lợi, thì đạo đức con người, đạo đức xã hội thì không chấp nhận được điều này. Đạo đức con người, đạo đức xã hội, ông cha chúng ta dạy thế nào? Nhân nghĩa ở đời, đồng đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy không khác đạo đức xã hội, Đức Thầy dạy không khác lời ông cha chúng ta, mà Thầy dạy là gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước. Cho nên mình phải liên tưởng các điều đó để chúng ta cố gắng thực hiện. Và đồng thời Đức Thầy đưa ra hai cái định hướng gọi là su phụng và phụ bạc. Vậy thì trường hợp nào chúng ta su phụng, trường hợp nào chúng ta phụ bạc? Thường gặp người giàu chúng ta su phụng, gọi là nghèo a vua bợ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ xấu. Cái người nghèo gặp người giàu thì thường su phụng, rồi cái người giàu mà gặp người nghèo thường phụ bạc. Thì đây là cái lẽ thường trong cuộc sống. Cho nên hôm nay chúng ta tu là đi ngược dòng đời mà đồng đạo. Mình lại chúng ta cũng lại đi ngược kim đồng hồ mà, đi ngược dòng đời. Và đồng thời đồng đạo, nếu mà chúng ta muốn thực hiện ý này, thì đồng đạo chúng ta phải làm hai cái bài toán. Một cái bài toán là chúng ta đến với người giàu, đến với người giàu chúng ta được cái gì, mất cái gì? Rồi đến với người nghèo chúng ta được cái gì, mất cái gì? Nếu đồng đạo làm được hai cái bài toán này, chúng ta sẽ thông được ý này, không có còn su phụng phụ bạc. Vậy thì bài toán thứ nhất, hôm nay mình là nghèo, mình đến với người giàu thì được cái gì? Thứ nhất là được người ta cho mình. Mình thiếu vải, thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu áo, thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu cửa, ta cho mình. Tức là về cái phương diện nổi đó, phương diện thô đó, thì chúng ta được nhiều điều lợi. Nhưng mà về cái phần tín ngưỡng bên trong, về phần nhân quả, thì đến với người giàu chúng ta sẽ bị mất, đó là mất nợ, thiếu nợ. Được cái giả mà chúng ta lại thiếu cái thật. Có nghĩa là mình được những cái giả thôi, quần áo, đồ đạc, cuộc sống, những cái vật chất, tiền bạc, nhưng mà cuối cùng người ta mất, mình mắc nợ người ta. Có nghĩa là mình đến với người giàu là chúng ta thường là mắc nợ. Giàu rằng ta nói ta cho mình, nhưng mà trên đời này không gì cho không đồng đạo. Nói thật cái đồng đạo, trên đời này chỉ có tình cha mẹ, tình mẫu tử là một tình thương cho không, không có điều kiện. Còn tất cả những cái sự qua lợi khác, tôi nói luôn cả tình chồng vợ, đều có điều kiện với nhau, đều đặt điều kiện với nhau. Cho nên ngoài miệng người ta cho không, nhưng mình cũng thọ ơn người ta, cũng nhớ ơn người ta, rồi sẽ có lúc mình phải đền trả đó. Cho nên hôm nay đến với người giàu, chúng ta được cái giả, mà chúng ta mất là mất cái nợ. Sợ quá, nghe nói này sợ quá. Bài toán đầu tiên thấy sợ rồi. Rồi bài toán thứ hai, đến với người nghèo mình mất cái gì, được cái gì? Thứ nhất là chúng ta bị hao hụt tài sản. Bởi gặp ta nghèo đến với họ, mình phải cho người ta rồi. Ta thiếu tiền mình cho tiền, người ta thiếu áo mình cho áo, người ta thiếu cơm gạo mình cho cơm gạo. Nhưng mà mình mất hao hụt tài sản, nhưng mà khối tài sản này là giả. Bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, nó đem tiền của đẹp đại hộ nó. Giờ này không cho, mai mốt chết cũng bỏ. Phải không đồng đạo? Mình mất cái giả, nhưng mà cái chúng ta gặt hái được là gì? Chúng ta được cái phước. Đến người nghèo, chúng ta được cái phước. Mất tiền bạc. Thì cái này là theo một cái định lý rồi. Thành trụ hay không? Nhưng mà cuối cùng chúng ta được cái phước, được công đức. Vậy thì đến người giàu, chúng ta mắc nợ. Đến người nghèo, chúng ta có đức, được công đức. Thì khi mình giải hai bài toán này thì mình không có còn phải nói gọn là su phụng người nghèo nữa, mà lúc này mình cảm ơn người nghèo. Tôi cảm ơn chị, cảm ơn anh, nhờ anh chị nghèo mà tôi có điều kiện làm phước. Nhờ có anh chị nghèo, bữa nay rằm tháng 7 tôi mới cho được 10 kg gạo. Nhờ gia đình chị nghèo không có tiền lo cho mẹ đi trị bệnh, tôi mới có điều kiện cho được 100 ngàn. Cho, nói tiếng cho, thật chắc không có cho. Đây là làm một cuộc trao đổi. Trên đời không có cho không đạo. Mình nói mình cho người ta 10 cái gạo, thật chắc đâu có cho đâu. Mình đưa người ta 10 cái gạo, người ta sẽ ban tặng mình một cái công đức. Gạo ăn hết, công đức thì trường tồn vĩnh cửu. Cho nên ở góc độ này, hiểu đến điều đang cấm thứ ba ở phần cuối này, thì giờ này đồng đạo chúng ta chẳng những mình không xô bụng người nghèo, mà đồng đạo chúng ta nên tìm người nghèo, kiếm người nghèo, để được người nghèo ban phước cho chúng ta, để được người nghèo tặng công đức chúng ta. Đâu còn gì bằng đồng đạo. Và đồng thời hiểu đến đây rồi, chúng ta vẫn đến người giàu. Đến người giàu mà chúng ta đến không lợi dụng nha. Đến người giàu, phiên người giàu, nhờ người giàu giúp đỡ người nghèo. Để làm chi? Giúp cho người giàu có công đức, bên cạnh đó chúng ta cũng có công đức. Thì nếu đồng đạo hiểu thông vấn đề này rồi, thì chúng ta không còn su phụng và phụ bạc.
Giống như Đức Thầy dạy, đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho điều khắp chúng sanh. Hay hoặc là Thầy dạy là được sang nhờ của người bần gấp thâu. Luôn cả cái người giàu có ở xã hội này, nhờ ai đồng đạo? Phải giờ nhờ người nghèo không? Nếu xã hội là người mà không có người nghèo, làm gì chúng ta thấy được người giàu? Nếu xã hội này mà không có người đần độn, không có người thất học, thì cái người trí không còn giá trị nữa đồng đạo. Nếu xã hội này tu hết rồi thì chúng ta coi như là bình thường, không có gì cả. Nhờ người nghèo cho nên mới có người làm phước, nhờ người là làm việc giúp việc mới có người giàu. Mà thầy rất rõ rồi, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một tính cân bằng trong cái cuộc sống, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta không còn suy nghĩ gì nữa. Thì đó là đại khái điều đúng cấm thứ ba đó thầy dạy. Rồi đến điều đúng cấm thứ tư thầy dạy rất rõ: ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm với ta, không can phạm đến ta. Vậy thì điều đúng cấm thứ tư này gãy gọn chỉ có vài chục từ thôi, nhưng mà trong đó cái thứ nhất là Đức Thầy cấm, cái thứ hai Thầy lý giải. Cho nên hôm nay trời Phật thần thánh Đức Thầy không cho chúng ta sai, mà cũng không cho chúng ta nguyền rủa. Như vậy thì trường hợp nào sai? Cái trường hợp sai chúng ta rất là dễ vi phạm. Cho nên thường thì đây là những điều mình không vừa lòng đó. Chúng ta thường sai lắm, thường mượn những cái vị siêu nhiên này với những cái lời nói hơi, mình nói hơi nặng đó, để mình sai các vị ấy. Vậy thì sai là trường hợp, ví dụ như hôm nay trời nắng nè, oi bức nè, cái chúng ta lại than nó tràn ơi, trời lúc này nóng quá, nắng gì đâu mà 37, 38 độ, như vậy là mình đang sai ổng rồi. Nghĩa là mình kêu ông trời đừng nắng cái gì. Hoặc giả là chúng ta chuẩn bị đi đâu làm gì đó, thu hoạch mùa màng chẳng hạn, mà giờ này ông trời mưa hoài, hết bão số 1 qua bão số 2, qua bão số 3, chúng ta lại trách tràn ơi, trời lúc này gì đâu mà bão tố hoài á, thì mình đang sai ông trời đúng không đồng đạo? Hoặc là mình đang ở cái mùa đông giá rét, lạnh âm dưới 20 độ, 18, 19 độ. Đất nước Việt Nam chúng ta mà dưới 20 độ lạnh lắm rồi. Miền Nam mình á, miền Nam mình, miền Tây mình mà dưới 20 độ lạnh lắm rồi. Lúc giờ mình lại than tràn ơi, thời tiết gì lạnh thế ghê luôn. Thì lúc giờ là đây là những cái mà chúng ta thường sai đó. Hoặc giả là phía mài râu chúng ta, thường mình nói chuyện mà có chữ điểm đồng đó, thường là kêu trời trong chữ điểm, tiếng điểm mình đó. Cho nên hầu đó thì tôi cũng bị cái này đồng đạo à. Nhưng mà khi hiểu điều đúng cấm thứ tư này rồi, thì thay vì mình dùng chàng ơi, hoặc là chúng ta dùng những cái khái niệm nào đó, hoặc hết hồn đó, ngày xưa mà giật mình là chúng ta kêu trời kêu Phật à. Nhưng mà giờ này nhờ niệm Phật hết hồn, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là cũng có một số đồng đạo chúng ta mô Phật, thì mình thấy được tính tích cực qua cái lời nói để thể hiện một cái nét văn hóa. Đây gọi là văn hóa ngôn ngữ. Theo cái sự phát triển xã hội, chỉ cần đồng đạo loại bỏ những cái từ ngữ này, một mặt là chúng ta không phạm với bậc bề trên, mặt khác thì người văn hóa, cái người văn hóa đâu ai kêu trời kêu Phật, cái thần thánh đồng đạo, những người thô tục đó mới dùng những từ ngữ này thôi. Cho nên giờ này thì văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt nó phát triển rồi. Do đó thì chúng ta nói gọn thì mình sống theo một cái lối sống mới xã hội, những cái truyền thống chúng ta đưa về phía sau, còn chúng ta nên hiểu theo những cái nét văn minh mới. Và cái thứ hai đó, trường hợp nào nguyền rủa? Trường hợp nguyền rủa nặng hơn, nguyền rủa thể hiện cái tánh nóng, tánh sân. Có nghĩa rằng tôi nói ví dụ bây giờ mình đau mà chữa trị thuốc thang không có hết, lợi thầy này đi bệnh viện kia không hết, lúc giờ mình nổi sân, mình tức, cái mình có những cái lời xúc phạm bậc bề trên, mình tức, mình nói mình tu không à, mình ăn chay không à, mà tại sao mà bệnh hoạn nhiều thế này, cho nên mình sẽ có cái tiếng nói xúc phạm bề trên. Nhưng không ngờ hôm nay chúng ta bị bệnh, bị những vấn đề khác, thì đây là cái nghiệp cũ, cái nghiệp ngày qua ăn kia đó mà chúng ta chưa tu đó, mình làm ác cho nên hôm nay mới bệnh hoạn nè. Còn cái công mà tu hành ngày hôm nay là ngày mai mốt mới hưởng đồng đạo. Mình hiểu nhân quả này đó, cho nên mình có đau ốm bệnh hoạn thì chúng ta phải chấp nhận chịu, gọi là tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Mình chấp nhận chịu, sống tùy duyên, đừng có quán trách. Một khi chúng ta quán trách kêu trời kêu Phật, quả cũ chúng ta chưa trả, gọi là quả bất lành chưa trả vay thêm, mình lại vay thêm cái nợ mới nữa rồi. Rồi trường hợp thứ hai nữa là trường hợp chửi con chửi cháu, mà Đức Thầy dạy là mấy câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khai khắc cháu con, kể từ nay phải giữ trò tròn, không chịu dứt ác mang tay ác. Thì khi một thói thường mà chúng ta nóng rồi đó, thì mình nguyền rủa mượn Phật để nguyền rủa trù ẻo cho con cái của mình đồng đạo. Bởi mình giận mà, giận mắt khôn mà, trong cơn giận làm con người cuồng trí mất hết sự tự chủ mà thầy đã giải rồi. Cho nên ở đây là chúng tôi đưa ra hai ý đó, và Đức Thầy mới lý giải là vì thần thánh không can phạm với đến ta. Cho nên hôm nay điều đáng cấm thứ tư này là Đức Thầy muốn trang bị chúng ta có một chánh ngữ, có một lời nói văn hóa, có một lời nói thơm tho, và đặc biệt lời nói chúng ta nói ra toàn là phước không. Bởi vì văn ngôn chánh phước đây quả khứ, mà văn ngôn tà phước khứ quả lai.
Trong Kim Cổ Kỳ Quang Ba đã dạy, nếu chúng ta nói lời chân chánh, nói lời ái ngữ, lời hiền lành thì phước nó đến, quả nó mất. Mà nếu chúng ta nói lời thô tục, mượn các vị thần thánh, cái lời nóng nảy, lời cọc lóc, lời tục tăng, thì lúc bây giờ phước nó mất mà quả nó đến. Mà thầy cũng dạy là tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ưng đeo đắm. Chúng ta hiểu về lý này thì nhất định chúng ta không dám mở miệng mời gọi sai hoặc quyền rủa các bậc bề trên. Thì đó là đại để điểm cấm thứ tư. Rồi đến điều đánh cấm thứ năm, Đức Thầy mới dạy rất rõ: ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Như vậy thì điều răn cấm thứ năm này có ba ý. Ý thứ nhất là về phần ăn. Cho nên nếu đồng đạo ăn chay trường thì chúng ta không vướng phần này. Phần này là Đức Thầy đang dạy những người ăn chay kỳ, ăn chay trường là coi như là khỏi vướng ý này đồng đạo. Cho nên chúng ta còn ăn chay kỳ, tức là còn ăn đồ các đồ động Phật. Như vậy thì khi đồng đạo ăn chay kỳ 1 tháng 4 ngày, các ngày còn lại thì chúng ta ăn các đồ động Phật, thì trong lúc đó chúng ta không ăn thịt trâu, thịt chó, thịt bò. Vậy thì đặt câu hỏi tại sao mà không ăn thịt trâu, thịt chó, thịt bò? Bởi vì ba con vật này nếu nói về mức độ tiến hóa trong tứ lầu chúng sinh thì mức độ tiến hóa của nó rất là cao. Có thể một kiếp này là nó thành người đồng đạo à. Nó thành người, nó là thai sinh, nhưng mà lại là một loài thai sinh có trí tuệ. Nó chỉ cách một khoảng nhỏ là thành người thôi. Có thể là một kiếp trâu, một kiếp bò nó trả nợ đó, để rồi xong kiếp đó nó thành người. Đấy là chúng ta hiểu về cái phương diện tiến hóa. Rồi thứ hai nữa là về phương diện nhân nghĩa đời. Mà dân tộc Việt Nam chúng ta dân tộc Tín, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Như vậy thì con trâu con bò là người ân của dân tộc Việt Nam chúng ta. Dầu rằng giờ ngày này là cơ giới hóa nông nghiệp công nghiệp, tức là không còn sức vật, sức người mà được thay thế bằng máy móc, bằng dây chuyền máy móc bằng hiện đại. Nhưng mà cách đây khoảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhất là các cô bác lớn tuổi ở đây rành hơn con, thì nếu cách đây vài chục năm về trước mà không có trâu có bò thì làm gì mà chúng ta cày sau cuốc bẩm, làm gì mà chúng ta có được nông sản, làm gì mà chúng ta được có một cánh đồng phì nhiêu, làm gì chúng ta có ruộng rẫy đồng đạo. Cho nên dầu ở điều kiện năm tháng cỡ nào, dân tộc Việt Nam lúc nào cũng cảm ơn con trâu con bò. Mà đã mang ơn nó rồi, nó là loài tiến hóa gần làm người rồi, nó rất là hiền. Đây là các con vật hiền, các con rặt, các con vật này chúng ta thấy nó hiền, phải nói gọn là nó một cái tính rất là thương chủ. Cho nên chúng ta không được ăn thịt nó, nhằm để đền đáp cái công lao. Và đồng thời ở chỗ này ra, Đức Thầy còn dạy chúng ta rất rõ: đối với các gia súc như trâu, bò, ngựa, chó, mèo, ta không nên sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các công việc sinh hoạt hàng ngày. Đức Thầy còn gia hạn thêm nhiều con nữa đồng đạo. Và đồng thời con chó sinh ra để giữ nhà. Cho nên một con người có văn hóa thì không bao giờ mà đem một cái người ơn của mình mà ra giết hại đồng đạo. Và đồng thời đặc tính con chó, ngoài cái việc Thượng Đế sắp xếp cho nó giữ nhà cho chúng ta, thật sự là nó sinh ra để nó trả nợ cho mình đó. Nó trả nợ cho mình mà mình giết nó rồi mình gây nợ nữa, mình gây nghiệp nữa. Và đồng thời với một cái bản tính của con chó rất là khôn và đặc biệt trung thành với chủ đồng đạo. Nhiều khi đồng đạo đi xa nhà về, mình có nuôi chó cho mình biết đó, chó gặp mình nó mừng đến nỗi là con mình nó thương mình, cái tình cảm dành cho mình theo tôi nghĩ là nói chung là còn kém đó. Bởi nó gặp mình nó mừng, nó phải nói gọn là hầu như là nó có một cái gì đó mà mình cảm nhận là với một tình cảm nó dành cho mình trọn vẹn đó đồng đạo. Nó rất là trung thành với chủ, cho nên từ lý do đó chúng ta không được ăn thịt nó. Vì vậy nên người tín đồ Phật giáo và hảo, về phương diện ăn uống thì đồng đạo chúng ta, Đức Thầy cấm không cho chúng ta ăn thịt ba con vật, ở đây là con trâu, con chó, con bò, với các lý do mà chúng tôi vừa lý giải trên. Và ý thứ hai nữa là về cúng tế. Thì về cúng tế này Đức Thầy dạy chúng ta là không cho chúng ta cúng tế, dầu người ăn chay hay người ăn mặn, nhưng mà vấn đề cúng tế, sát vật cúng tế là vấn đề này không có. Cho nên Đức Thầy mới dạy là bớt giết vật đặng mà cúng tế. Gẫm thánh thần đâu có tư điên, rủi ốm đau quả tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điện tạo tác, lo thuốc thang khẩn phái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Cho nên xã hội Việt Nam chúng ta trước đây đồng đạo biết đó, ngày mùng ba Tết thì đều giết gà đánh bắt mùng ba, hoặc giả là khi khai trương hàng quán thì đều có xác heo hoặc là các con gà con vịt khác. Rồi mỗi khi mà làm mùa màng xong, cúng ông địa, ông thổ địa, ông tạo ông địa thì đều có xác vật. Hoặc giả là những dòng họ nào mà khó nuôi đó, sinh con ra ký bán đó,
thì nó lại có những cái quy điều. 6 tuổi như vậy phải cúng một thủ vĩ, 12 tuổi cúng một con heo, vân vân. Thì đây là những điều kiện xã hội Việt Nam chúng ta trong giai đoạn mà Đức Thầy đã đang khai sáng đạo. Như vậy thì chính vì lẽ đó mà Thầy cho biết rất rõ đó. Đem con heo sống mà dưng làm gì? Rồi chủ gia cãi lại người quỳ làm chuyện vì dị kỳ giả dối hay không? Nếu không thì nói bằng không, bằng là có dối thì không sửa đi. Nhiều khi đau ốm bệnh hoạn không chịu thuốc phan mà nghe theo ông thầy bà cô rồi giết vật để cúng tế. Như vậy thì rõ ràng nó cũng rơi vào trường hợp cái quả cũ mà chúng ta chưa trả mà chúng ta lại giết vật thì gây thêm quả mới. Thì điều này Đức Thầy không cho. Và Đức Thầy mới giải nghĩa chúng ta đó, thần thánh không dùng hóa lộ. Và thần thánh cũng không bao giờ mà phải nói gọn là vì cái món ăn này mà đổi quả thành mai. Đấng thần minh công bình trực giả đâu ăn lo đổi quả thành mai, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước hay cơ báo ứng đồng đạo mà Thầy rất rõ trong quyển 5 rồi. Và cái thứ ba nữa ở đây muốn nói, có trường hợp cúng kiến làm hết bệnh, Đức Thầy mới dạy. Cho nên có trường hợp cúng làm hết bệnh, ví dụ như bây giờ nhà của chú Hai đằng sớm, thì lúc bây giờ chú Hai có một đứa con bệnh lâu rồi, thuốc thang chữa trị hoài không hết. Cây một bữa nọ chú Hai nghe theo ông thầy này, chú Hai về chú Hai làm con gà hoặc con vịt cúng, cúng xong cái đứa bé này nó hết bệnh đồng đạo. Cái chú Hai qua chú Hai khoe với mình, chàng ơi Chí Tâm biết không, công nhận nghe cúng linh thế ghê, Chí Tâm cúng cái giờ em mày hết bệnh rồi. Thì nếu như trường hợp này mà chúng ta không học cái bài học này thì chúng ta sẽ tin liền gì hả chú, linh gì đó hả chú. Thì từ đó chúng ta sẽ để một cái tư tưởng, à như vậy là có thần thánh ăn đồ cúng, như vậy là đây là điều tai hại. Còn nếu mình học ở đây rồi là cũng hết bệnh nha. Cho nên yếu tố cúng hết bệnh là có. Ý thứ ba này muốn nói là cúng kiến có hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh trường hợp nào? Trường hợp hết bệnh là do tà thần nó làm chúng ta hết bệnh. Và đồng thời hết trong nhất thời thôi. Lúc đầu hết, nhưng mà vài bữa, vài tháng, vài năm bệnh nặng hơn nữa. Rồi cúng nữa, lúc đầu cúng con gà, con vịt à. Nhưng mà ta bệnh nặng, coi ra cúng phải cúng một con heo lớn hơn nữa, rồi cúng con trâu, con bò lớn nữa. Và cuối cùng rồi thì cuối cùng cũng chết thôi. Chứ phải mà sống lột vỏ đâu đâu. Mình phải nhận định đó chứ có nghĩa là có tà thần. Nghĩa là mình phải nhận định là có tà thần ăn đồ cúng. Đức Thầy lý giải đây chi? Để chúng ta phá vỡ cái biên kiến. Nhẹ dạ dễ tin. Người ta là người đời, người ta tin cậy người ta. Còn hôm nay chúng ta là người tu thì mình phải nhận định. Bởi vì thế giới vô hình thế Atula đó, thì thế giới này có hai hạng. Một là hạng chánh thần. Vậy thì hạng chánh thần, hạng này không ăn đồ cúng. Nếu nói về hạng chánh thần thì hạng này luôn hỗ trợ người tu, hạng này là cao hơn chúng ta một bậc nghe đồng đạo. Còn thứ hai là hạng tà thần, hạng này hạng ăn đồ cúng, hạng này tối ngày đi quấy nhiễu đầu trên xóm dưới đồng đạo. Mà thường họ quấy nhiễu những cái nhà không tu á, những cái nhà không thờ Tam Bảo, họ rất là dễ quấy nhiễu. Họ quấy nhiễu họ kiếm ăn, thì đây là trường hợp mà thầy giải nè. Và đặc biệt cái hạng mà tà thần quấy nhiễu này thì hạng này thấp hơn con người chúng ta một bậc. Cho nên thường mà nói trong lục đạo, trong 6 con đường đó, có lúc tôi nói là trời người Atula, có lúc tôi nói là trời người Atula hoặc là trời Atula người, nó có khác. Như vậy thì trở lại cái cõi hữu hình chúng ta, một cái người mà tu hành tinh tấn quy y đạo Phật, trai giới tinh nghiêm là chúng ta cao hơn Atula một bậc nha. Mình cao Atula một bậc đó, lúc đó Atula hỗ trợ mình để chi? Để ổng để các vị này kiếm phước đồng đạo, hỗ trợ mình cho mình được trọn vẹn đường tu. Và ngược lại, thế giới này, hữu hình này, con người mà không tu, con người là vác, thì con người thấp hơn Atula một bậc. Cho nên ở đây vấn đề này nó ngang với nhau. Cho nên cái quan trọng là vấn đề tu hành, hành xử ở hai cái thế giới hữu hình vô hình thôi. Thì khi mình hiểu đến đây thì lúc bây giờ mình không còn tin các vị tà thần nữa. Bởi vì các điều này là phải nói gọn là nó quấy nhiễu mình, nó hại mình thôi. Cho nên mình phải có một cái chánh kiến, có một chánh trí để rồi chúng ta ăn ở cư xử thế nào đó. Thì đó, đại khái điều răng cấm thứ năm này Đức Thầy luôn dạy chúng ta đi theo tinh thần nhân quả và mở đức tính hiếu sinh. Rồi đến điều răng cấm thứ sáu Đức Thầy mới dạy: ta không nên đốt cái tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường rất tàn tật. Như vậy thì đến điều răng cấm thứ sáu này Đức Thầy lại bài bác một cái hủ tục, một hủ tục gọi là đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo. Như vậy thì vào cái giai đoạn về ngôn ngữ lịch sử, lúc ấy Đức Thầy viết rất là hợp. Tức là hồi đó chỉ có giấy tiền vàng bạc với quần áo thôi. Nhưng mà ngày giờ này đồng đạo biết rằng khi mà mọi thứ đều phát triển thì giờ này lại mở rộng ra hơn. Giờ này ngoài giấy tiền vàng bạc với quần áo thì người ta còn tạo ra các cái mô hình gọi là xá mã, xá ngựa, rồi lầu kho,
rồi tạo những cái mô hình nhà lầu nè, xe hơi nè, rồi máy quạt máy nè, tủ lạnh nè, rồi điện thoại iPhone nè, rồi người hầu luôn đồng đạo, tất cả. Như vậy thì tạo ra làm chi? Để bán cho những người còn mê tín. Họ nghĩ rằng đó, hàng năm Tết, người ở thế gian mình cũng thay đổi đồ mới, thì chắc là ông bà cha mẹ cũng thay đổi đồ mới, cho nên họ muốn mua các mô hình này về nè. Nào là mô hình nhà lầu, mô hình xe hơi, mô hình điện thoại di động, máy quạt gió, tủ lạnh, có đủ hết trơn á. Luôn cả ô xin người hầu luôn đốt. Má ghi tên nè, Nguyễn Thị A gửi cho mẹ là Nguyễn Thị B gì đó, đốt ở dưới. Thì đó là chúng ta thấy đây là điều mà phi lý đồng đạo. Bởi vì hôm nay cha mẹ mình mất thì muôn người như một, dầu người có đạo không có đạo, thì lúc nào mình cũng muốn là cha mẹ mình được đi lên, đúng không? Cha mẹ mình được đi lên, đâu có muốn cha mẹ mình ở dưới đâu. Cho nên hôm nay khi cha mẹ mất rồi, người thân mất rồi, thì mình vái ông bà cha mẹ được siêu thăng về cực lạc. Miệng thì vái siêu thăng cực lạc, nhưng mà đợi tới Tết, tới ngày lễ dỗ kỷ niệm, cái đốt đồ gửi xuống. Cho nên chắc mình nói rằng mình mặc định đó, ông bà ở dưới đừng đâu chân, ở dưới củ tiền đi, tới Tết tôi gửi đồ xuống cho. Đừng đâu chân, thì đây là một điều rõ ràng là đại bất hiếu rồi đồng đám. Và cái thứ hai nữa, ngoài lý này ra thì Đức Thầy khẳng định là cũng không xài được nữa. Có nghĩa là những cái chúng ta đốt là bỏ, Thầy dạy là không xài được nữa. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phải tin Thầy là Phật mà. Thầy dạy là không xài được nữa, đốt là bỏ. Và đồng thời ngoài việc bỏ này ra, chúng ta còn làm ô nhiễm môi trường. Cho nên đồng đạo thấy không, một cái đám ma chay đi ngang thì đồng đạo thấy họ tung những cái giấy tiền vàng bạc, những cái ngân hàng địa phủ, đô la phủ, họ giải đầy đường hết trơn. Nhưng mà có bao giờ mà sau khi đám ma chay đi ngang, họ còn cháo trở lại nhặt cái này không, bỏ sọt rác không, họ trở lại quét không? Đâu có đâu, họ chỉ quăng ra đường thôi đồng đạo. Rồi sau đó để là cái hậu quả các anh lao công tội nghiệp lắm, phải đi quét đi nhặt từ tấm giấy tiền đó để bỏ vào trong sọt rác, trong cái nơi công cộng, đồng đạo thấy rất là cực khổ. Rồi cái thứ hai nữa, hậu quả thấy là họ đốt ra cái khói, thì lúc bây giờ đó cả cái quả địa cầu chi là chịu chung, cả cái môi trường này là ảnh hưởng chung đồng đạo. Cho nên giờ này muốn có một cái môi trường xanh sạch đẹp để thực hiện theo những cái điều tốt đẹp, một có được quả đất xanh, thì đây là những cái đang phá hoại. Đốt cái tiền vàng bạc phung phí đang phá hoại cái nhu cầu cuộc sống chúng ta đó. Thì đấy là mình hiểu về một cách khoa học. Và hôm nay nếu chúng ta hiểu theo lời dạy Đức Thầy thì đây là cái trò lừa bịp. Nó xuất phát từ thời của Trung Hoa đồng đạo, mà rõ ràng hơn là vào thời đời Đường. Cho nên Đức Thầy dạy ở hai chỗ đồng đạo, những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Thưa xưa thần tú bài điều tà mỹ, mà dắt dìu bá tánh đời đường, thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đang của hối. Mà trong quyển nhì Thầy đã dạy. Rồi chẳng những quyển nhì Thầy dạy như thế, thì trong cái bài 29 tháng chạp, bởi vì hàng năm đồng đạo nhớ, nếu nói về tiêu thụ giấy tiền vàng bạc dùng giấy áo, nhiều nhất là cái dịp Tết. Thấy như vậy chứ đám ma chay và ngày kỷ niệm không nhiều đâu, mà nhiều nhất là dịp Tết. Cho nên khi hạ bút thần thơ đã đề khai ngày 29 tháng chạp, thì 8 câu thơ sau cùng Đức Thầy đã giải đáp rõ rồi. Dân chúng cho nên đốt giấy tiền, bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng, phán quan tả hữu không dùng hối, nên mới dạy dân bỏ giấy tiền. Vàng bạc bở tay khách chú làm, Phật thần tiên thánh chẳng dùng ham, giấy quần giáo không nên đốt, nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm đồng đạo. 8 câu cuối cùng ngày 29 tháng chạp, Đức Thầy đã kết luận rất là rõ ràng. Như vậy thì đây là do cái nét văn hóa của người Tàu, mà đây mà chúng ta nói về cái nguồn gốc xuất xứ vào thời đại Đường là do là tức là Vương Luân nó bày ra, tức là Dư Vương Luân là cháu của Dư Vương Dư đó. Vì vậy nó y có một cái tài là sáng chế ra một số giấy tiền vàng bạc cùng với một người bạn giả chết. Sau khi bạn giả chết xong, đến cái giờ gần cái giờ hạ quyệt đó, thì lúc bây giờ đốt cái tiền vàng bạc xin với Diêm La Vương được chuộc mạng. Thì sau khi thủ tục làm xong, lúc bây giờ người bạn sống lại, bởi vì giả chết mà làm một cái tuồng thôi. Thế mà nhiều người tin. Rồi từ Trung Hoa, do giặc Tàu đô hộ chúng ta trên 1.000 năm, 1.000 năm bắt địch dây bừa, mà qua 4 lần bắt thuộc trên 1.000 năm. Và lúc bây giờ họ đem luôn một nét văn hóa hủ bại này vào nước Việt Nam chúng ta áp đặt, rồi dân tộc Việt Nam chúng ta lại bắt chước làm theo. Mai thay hôm nay Đức Thầy ra đời, Đức Thầy đã chỉ chúng ta biết các ý, cái nào nên không nên. Và đồng thời tiền này giàu không nhiều, nhưng mà chúng ta đốt là bỏ, đốt là phá hoại, đốt là hư hại, đốt ảnh hưởng người khác. Chi bằng số tiền này chúng ta làm việc công ích, mình cho cái người lỡ đường, đói đách tàn tật, thì hạnh phúc, phước đức biết chừng nào để chúng ta hồi hướng cho là ông bà cha mẹ của mình. Nghĩa là mình đốt là hại, còn hôm nay chúng ta dùng tiền để bố thí là lợi. Nó gọn như thế thôi, thể hiện một cái nét văn hóa văn minh trong cuộc sống này.
thì đó là đại khái điều cấm thứ sáu. Như vậy thì đến điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Cho nên điều thứ bảy này là một cái điều quan trọng. Đức Thầy chuyển chúng ta từ một trạng thái bình thường, Đức Thầy kích hoạt toàn bộ hệ thống học Phật để chúng ta có một trí tuệ nhìn nhận vấn đề đồng đạo. Cho nên hôm nay dầu đời hay đạo, đồng đạo chúng ta phải có trí tuệ, lấy tâm lấy trí xét soi. Nếu như đồng đạo ngoài đời mà chúng ta không suy xét minh lý, chữ minh là gì? Chữ minh là sáng, lý là lẽ, lẽ thật. Phải suy xét sáng suốt theo một lẽ thật. Nếu mà ngoài về phương diện đời mà chúng ta không suy xét cái minh lý, chúng ta luôn là người thất bại. Làm ăn thì thua lỗ, bị mọi người khi dễ, và chúng ta sẽ hối hận. Sẽ hối hận trong đời chúng ta ít nhất là một lần. Cũng như trường hợp của cái mẫu chuyện Quan Tình Chiếc Bóng, thì đồng đạo thấy không, đến ngày giờ này mà mở mẫu chuyện ra xem thì chúng ta có thể định hình được là Tràng Trương Sinh vẫn hối hận, do Trương Sinh không suy xét cái minh lý, nghe theo lời con mình là bé Đảm 3 tuổi thôi, con đã ngây ngô nói ông phải là cha của tôi, cha tôi tối mới về, mẹ tôi đi thì cha tôi đi, mẹ tôi ngồi thì cha tôi ngồi, mẹ tôi nằm thì cha tôi nằm, đêm nào tôi ngủ cha mẹ tôi. Đồng đạo biết đàn ông xa vợ 3 năm chinh chiến xa trường, về mà nghe con nói thế này lúc gì đâu có kịp suy nghĩ. Có nghĩa là đây là trường hợp không suy xét cho minh lý, cho lúc bây giờ lại về quán vợ mình, nói rằng vợ mình là một người đàn bà lang tâm chắc nết, không có chồng ở nhà, lén dắt chai vào nhà để cho con nó nói như thế. Thì lúc bây giờ dầu rằng vợ có biện minh nhưng mà không, tức là dồn vợ vào chân tường. Cho nên cuối cùng cái hậu quả là nàng Vũ Thị Thiếp phải lao mình dứa xuống dòng sông Hoàng Giang để tự vẫn. Thì sau khi vợ mình chết rồi, coi như mọi việc là đã an bài rồi, tức là trong lòng tự đắc lắm, cứ nghĩ là đàn bà lang tâm chắc nết chết giờ đúng rồi. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng ở đó. Khi mà buổi tối màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong được thắp lên, thì lúc bây giờ bé Đảng mừng, cha con về, cha con mời. Thì Tràng Trương hỏi cha con đâu, cha con đâu. Thằng bé ngây ngô chỉ cái bóng của Tràng Trương trong vách, cha con kìa, cha con kìa. Tới đây là minh lý nè, minh lý rồi thì thế nào. Thì lúc bây giờ đến đây là hiểu, à như vậy là mình đổ oan cho vợ mình rồi. Con mình nó nói cha nó, tức là cái bóng của mẹ nó, tại sao mình không suy nghĩ kỹ, mình lại ghen tuông. Vì vậy nó nói là mẹ nó đi thì cha nó đi, mẹ nó ngồi thì cha nó ngồi, mà mẹ nó nằm thì cha nó nằm. Một cái lý thuyết đơn giản như thế mà cái lòng ghen tuông nó làm đánh mất đi cái sự lý trí của mình. Mình mới cho vợ mình là lang tâm chắc nết, đến đây vô cùng hối hận. Minh lý rồi, hối hận rồi thì vợ mất rồi, để lại một cái hậu quả cả đời đau khổ đồng đạo. Vì vậy nên hôm nay chúng ta tu theo đạo thầy thì mọi việc bên trên đời đồng đạo đừng có vội phán đoán. Đi đâu về mà nghe con nói cái gì ba nó đó, than hả tin. Rồi quý ông đằng cũng vậy, đi đâu về mà nghe mẹ, nghe con nói gì mẹ đó, phan hả tin. Hoặc giả là chúng ta đi đâu về nghe con gái nói mẹ ơi mẹ, chị dâu gì đó, anh rể gì đó, phan hả tin. Cho nên để suy xét minh lý chúng ta phải có chánh kiến, chánh đúng sự thật, kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Mọi việc gì chúng ta phải có một cái sự phải nói gọn là ổn định, đừng có vội vã, đừng hấp tấp. Mà nếu hồi nãy mà Trương Sinh đừng vội vã, đừng hấp tấp thì đâu có đến đổi đồng đạo. Bởi vì quá vội vã, quá hấp tấp, cho nên lúc bây giờ đã đoản mạng đi người vợ của mình. Cho nên ở trên đời này đồng đạo nhớ kỹ, có những cái chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe, chưa chắc là sự thật. Nói đến đây tôi nhớ mẫu chuyện với một cái nhan đề là nồi cơm của Nhan Hồi. Thì lúc bây giờ vào mùa xuân thu chiến quốc, thì đồng đạo biết Khổng Tử chúng ta có Thất Thập Nhị Hiền, có Tam Thiên Đầu Đệ. Thì trong một cái lúc mà người dân đa ta tháng đau khổ như thế, đâu có cơm đâu mà ăn đồng đạo, hàng ngày ăn lúa ngựa để sống thôi. Vậy thì một bữa nọ trên đường hành đạo đi ngang một xóm đó, gặp một nhà phú hộ giàu có, ông mới tặng cho Khổng Tử một bát gạo. Thì lúc bây giờ bát gạo này quý còn hơn là vàng đồng đạo. Vì vậy hai thì ba, cả một đoàn đi đến một cái căn nhà quan để nghỉ. Thì Khổng Tử cẩn thận lắm, Khổng Tử mới phân công Nhan Hồi là người Khổng Tử thương nhất, thôi Nhan Hồi con phụ trách nấu cái dùng gạo nấu nồi cơm. Rồi Khổng Tử mới kêu Tử Lộ và các huynh đệ khác đi vào rừng đó kiếm mớ rau về luộc để dùng cơm. Còn thầy thì thầy nằm ở trong cái võng để đọc sách xuân thu. Bởi vì căn nhà quan nó trống, cho nên ở cái võng mà nhìn vào bếp nó trống, nó không có một cái vách ngăn gì cả. Thì đang đọc sách cũng khá lâu, nghe tai nghe tiếng khua của nó phun. Lúc bây giờ nghe tiếng khua, ngốc vì vậy ngó vào bếp. Thì khi ngó vào bếp thì ông rất là ngạc nhiên, rất là thất vọng khi mắt mình
thấy Nhan Hồi một tay cầm cái nắp phun, một tay thì cầm cái đũa cơm, đưa cơm vào miệng để ăn. Ông mới nói là than ôi trò hồi, than ôi trò hồi, tiếc thiệt, học trò của mình đói quá, không nhịn được cơn đói, ăn vụng rồi. Nhưng mà Tế Nhị không nói đồng đạo, thôi, coi như là không nói, làm thinh buồn quá, nằm đọc tiếp. Thì một hồi là Tử Lộ đem rau về, và sau khi rửa rau luộc xong rồi, mâm cơm được dọn ra, Khổng Tử mới ướm. Này các người, mấy ngày nay thầy trò mình đói khát không à? Bữa nay mai nhà bá hộ cho phần gạo nấu được cơm, vậy thì ý thầy muốn trước khi ăn đó, thầy đem cái mâm cơm này cúng gia tiên được không? Các con thấy được không? Thì tất cả đại tử đồng thanh dạ thưa thầy, tốt, được thầy. Nhưng mà Nhan Hồi thì không trả lời. Thì Khổng Tử nghiêm nghị nhìn trò hồi, tại sao trò hồi không trả lời? Thì Nhan Hồi từ từ thưa, dạ thưa thầy, theo con đó, nồi cơm này không trong sạch, không nên cúng đó thầy. Thì Khổng Tử hỏi tại sao không nên cúng, tại sao không trong sạch? Thì Nhan Hồi nó tiếp, dạ thưa thầy, lỗi cũng do con. Khi mà nồi cơm cạn, con mới dở nắp vung ra, thì không may đó, những cái bẩn ở trên trần nhà, bởi nhà quan lâu năm mà bụi không à, nó rơi xuống, một cái làn gió nhẹ bay qua, bụi nó rơi xuống làm bẩn cái lớp mặt của cơm. Con lấy đũa bếp, con lấy đũa cơm mới vớt ba cơm bẩn, con tính bỏ. Nhưng mà con thấy thời buổi này cơm mà gạo mắc quá, cho nên con mới ăn ba cái cơm bẩn đó. Phần con thì no rồi, còn phần lại trong nồi cơm này là của thầy và các huynh đệ khác. Chính vì lý do đó mà nồi cơm này không được cúng. Thì khi Nhan Hồi nói đến đây thì Khổng Tử mới nói, trên đời này có những việc chính mắt ta thấy. Mắt thấy Khổng Tử đưa cơm vào miệng ăn, chính tai ta nghe, nghe tiếng khua nắp vung, mà xích chút nữa là ta đã trách hò, trách quan cho dò trò hồi ta rồi. Xích chút nữa là ta đã đổ quan cho trò hồi ta rồi. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì qua mẫu chuyện đó, tôi và đồng đạo chúng ta, mình chưa phải là bao chuẩn, mình chưa phải là bao thanh thiên. Nếu mà mắt thấy tai nghe, không phụ vào cái chữ suy nghĩ, không hỏi tường tận, thì chúng ta phận lầm đồng đạo. Thì đó là về phương diện đời đó. Rồi về phương diện đạo cũng vậy. Cho nên hôm nay đạo, mà nếu đồng đạo không suy xét cái minh lý, chúng ta phận lầm. Đồng đạo nhớ không, hai cái bài kệ. Một bài kệ có sư thần tú: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời càng phát thức, vật sử nhá trần ai. Ông nói rằng cái thân như bồ đề đó, như cọ bồ đề trường thọ đó, tâm này như đài nguyệt cảnh, ngày này cũng ngày nào cũng lấy lau sạch cái tâm là được rồi, đừng nhiễm trần ai. Thì rõ ràng đây là một cái bài kệ mà chưa được minh tâm kiến tánh, chưa được minh lý đồng đạo. Nhưng mà bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là bài kệ minh lý đó: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hạ sử nhá trần ai. Cho nên trên đời này không có một cái cội bồ đề nào mà trường thọ cả, cũng không có cái gì là đài nguyên nguyệt kỳ cảnh cả. Mọi thứ trở về tâm, trở về vô vi thật tướng, cho nên cần gì mà phải lau sạch. Như vậy thì hai bài kệ này sẽ rút ra bài học kinh nghiệm. Hôm nay đối với đạo, chúng ta phải suy xét cái minh lý. Như vậy thì một người đối với đạo suy xét minh lý là gì? Là chúng ta phải quan sát những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thể sót một ai, trong đó có chúng ta. Có nghĩa là mình phải quán rằng thân ta rồi đây sẽ già, thân ta rồi đây sẽ bệnh, thân ta rồi đây sẽ chết đồng đạo. Mình phải quán sát điều đó. Mà bản thân đạo ngồi đây là chúng ta đã già rồi, bệnh hoạn thì giờ này chúng ta đa mang, mà thầy dạy là để ma bệnh theo hờ bén gót. Rồi từ chỗ ma bệnh thờ bén gót thì thầy mới dạy thêm là thần chết kia ôm hót bên mình. Do đó cho nên về đạo mình phải nhận định xác thân này là không thật, không trường tồn, xác thân này không vĩnh cửu. Đồng thời ngoài việc xác thân không vĩnh cửu, tiền bạc của cải như thế nào, nó cũng như là, phải nói gọn là như bong bọt nước, nó như là, phải nói gọn là như mây nổi thôi, như gió thổi, như chim bao thôi. Cũng như Nguyễn Công Trứ đã dạy rất rõ. Vì vậy nên hôm nay chúng ta phải tâm đắc là thầy dạy, tâm chánh niệm, thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đỏ mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp đồng đạo. Chúng ta phải nhận định điều đó thì mình mới suy xét cái minh lý. Và đồng thời cái suy xét lý thứ hai nữa là gì? Chúng ta phải nghĩ rằng mình còn có kiếp sau. Mình còn có kiếp sau đồng đạo à. Dầu rằng khi bỏ xác thân này về củ tiền, chúng ta đi ngang cái cầu Nại Hà, uống chén canh phong tình của Mạnh Bà, nhưng mà chúng ta vẫn đào thai trở lại đó. Đây là trở về phương diện đạo đó. Có nghĩa rằng trong kiếp sống này, nếu đồng đạo chúng ta lo không xong, làm không tròn, kiếp sau chúng ta đầu thai nó còn tồi tệ khổ hơn kiếp này nữa.
như Đức Thầy đã hoạch định, chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dạy dột. Tất cả đồng đạo chúng ta phải nghĩ rằng mình có kiếp đây sinh. Hôm nay chúng ta chết là chúng ta chết cái thân vật lý giả tạm này thôi đồng đạo. Cái hồn chúng ta không chết đồng đạo à. Dầu rằng từ trẻ tuổi đến người trưởng lão mắc trong vòng sanh tử luân hồi, mà thầy dạy là xuống diêm đình thấy tội hỏi ơi, đó mới biết có nơi địa ngục. Rồi kỳ xã tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ trồng bông kiện giống chi hưởng đấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó đồng đạo. Khi đọc nguyên đoạn giảng này chúng ta mới cảm nhận được đó là về đạo đó. Cho nên hôm nay về phương diện này, về phương diện đạo này, cái thứ ba nữa là chúng ta phải hiểu về luật nhân quả, phải suy xét minh lý luật nhân quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Lúc nào trong cuộc sống mình đều nghĩ luật nhân quả, luật nhân quả là chủ thể trong cuộc sống. Cho nên nếu nghĩ luật nhân quả rồi, đồng đạo chúng ta lúc bây giờ coi như chúng ta về phương diện đạo là minh lý, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có ngày không thả. Thì đó, đời đạo viên dung đồng đạo à. Thì nếu thực hiện được điều đó thì đời đạo gì chúng ta cũng suy xét minh lý. Cho nên chúng ta cần phải có chánh kiến, chúng ta cần thực hiện đúng theo đoạn giảng mà Đức Thầy dạy. Tất cả các hành động trong đạo hay ngoài đời, trước khi làm việc gì cũng phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngông cuồng vô ý thức. Thì đó là chúng ta thực hiện quán triệt điều đáng cấm thứ bảy. Rồi đến điều đáng cấm sau cùng, tóm tắt. Tóm tắt là đúc kết vấn đề, tóm tắt là kết luận. Như vậy từ điều thứ nhất, điều thứ sáu liên quan đến nhân đạo xung quanh những cái công việc hàng ngày, và đặc biệt thềm thang quan trọng điều thứ bảy. Điều thứ bảy là bình đề đồng đạo à. Đây là luận lại một vấn đề đời đạo. Và đặc biệt điều thứ tám, Đức Thầy kết luận: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, vời nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy điều đáng cấm thứ tám này chúng ta thấy có các ý quan trọng. Thứ nhất là gì? Đúc kết vấn đề, kết luận lại là chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thì khi đọc điều kiện này, phần tôi xét trong tư tưởng của tôi có thương yêu tất cả đồng đạo chúng ta như con một cha hay chưa? Nếu chưa thì tôi ráng mà thương để cho trọn vẹn. Mà nếu bây giờ này trong tâm tôi còn phân biệt cái người này được nè, ông trưởng ban này được nè, ông trưởng ban kia không được nè, cái chị thơ ký này khó ưa quá, đồng đạo này bất đức quá, thì như thế là tôi phạm với luật đó, tôi chưa được. Và phần đồng đạo cũng thế, dựa trên cơ sở trong tư tưởng của tôi, đồng đạo cũng phải xét như tôi như vậy. Mỗi đồng đạo chúng ta xét trong nội tâm của mình, coi trong cuộc sống bình diện mình thương yêu với nhau như con một cha hay chưa. Nếu chưa thì chúng ta nên thực hiện. Mà nếu giờ này chúng ta còn phân biệt, dầu rằng trong nội tâm của mình, nhưng mà đây là điều chúng ta phạm giới đồng đạo à. Và đồng thời nếu rộng ra trong một tinh thần dân tộc, tất cả chúng ta là một cha mà, có hai cha đâu đồng đạo. Cha chúng ta Lạc Long Quân mà, mẹ chúng ta là Âu Cơ mà. Mà thầy dạy là làng gần chứ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Chúng ta là giống Hồng Lạc mà, giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, nay đổi dời nhiều sự thất hàng. Chúng ta là cành vàng lá ngọc, bởi vì do sự thay đổi, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Cho nên chúng ta vốn một gốc, đâu phải hai gốc đồng đạo. Dầu khác nhau ở tôn giáo, khác nhau đẳng cấp xã hội, nhưng thầy dạy là đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Mà điều này ca dao Việt Nam cũng hằng ca ngợi: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Hoặc giả là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thì đấy là chúng ta hiểu rộng một chút về cái phương diện dân tộc. Như vậy thì khi hiểu như thế thì điều kiện giờ này anh em đồng đạo chúng ta thương yêu lẫn nhau như con một cha là đúng rồi đồng đạo. Giờ này phải thương yêu lẫn nhau con một cha để chúng ta đùm bọc với nhau, che chở với nhau, và từ đó chúng ta mới dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà nếu như giờ này chúng ta tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều cánh dị, nhiều tánh dị kỳ trần mê, thì Đức Thầy dạy khó mong cửa Phật giữa kệ, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thay đồng đạo. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta ghét, mình ghét người kia, mình ghét người nọ là chúng ta đang ghét đạo mình đó. Mình đang ghét thầy mình đồng đạo. Bởi mình ghét người kia, mình ghét người nọ thì đạo mình không phát triển. Từ ở chỗ đó dư luận quần chúng khách ra bên ngoài, ta sẽ đánh ngay cái điểm yếu của mình. Như vậy thì mình nói mình ghét chị mình ghét anh này, ghét đồng đạo này, nhưng mà không ngờ chúng ta đang ghét thầy mình đó. Thầy mình dạy từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu một ngày giàu sang. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta phải quán triệt điều này. Hoặc giả là cả kêu lớn nhỏ vài vì trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân.
Và đồng thời hôm nay chúng ta ganh ghét thì thầy dạy là ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Đời tu chúng ta đáng lẽ là 10 năm đắc đạo, 5 năm đắc đạo, mà cũng chính vì mình không thương yêu lẫn nhau như con một cha mà chúng ta phải kéo dài thời gian tu nhiều hơn. Hoặc giả là kiếp này chúng ta làm không trọn rồi chúng ta phải đào thai cho lại kiếp nữa, uổng lắm đồng đạo. Cho nên hôm nay để nhanh tiếng mau đạt kết quả nhanh chóng trong kiếp này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải quán triệt, phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, phải làm được điều đó. Và đồng thời bên cạnh đó mở rộng nội hàm ra thì mỗi đồng đạo chúng ta đừng vì cái bản ngã. Đồng đạo nhớ điều, cái lời tâm quyết thứ 12 mà thầy dạy trong 16 điều tâm quyết không? Tức là cái lời quỷ nhiễm chứ, lời quỷ nhiễm thứ 12. Thì Đức Thầy đã khẳng định rất rõ rồi, những kẻ nào xét coi việc gì có lợi ích chung trong đạo, không trái với luật nước, không náo động nhân tâm, cả ban thì sự đồng ý, thì tùy tiện bổ cứu thi hành. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta chia rẽ là do chỗ này đồng đạo ạ. À, bây giờ điều kiện đặt ra là việc lợi ích chung trong đạo ai cũng muốn đúng không? Làm lợi cho đạo ai không muốn. Nhưng mà chúng ta chỉ biết ở cái phần thô thôi. Muốn làm điều kiện lợi cho đạo phải điều kiện đưa ra phải có đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là không trái luật nước. Nếu đồng đạo làm lợi cho đạo mà trái luật nước là coi như chúng ta vỡ trọng. Như vậy chúng ta đang làm hại đạo. Bởi vì điều này trái luật nước mà lợi cho đạo gì đồng đạo? Rồi cái thứ hai nữa, điều này không náo động nhân tâm. Chúng ta làm điều này mà nhân tâm ta thán, lòng người ta thán thì điều này chúng ta không làm lợi cho đạo đâu. Và cái quan trọng thứ ba là cả ban trị sự đồng ý. Nếu chúng ta làm điều gì đó mà ban trị sự không đồng ý, bởi vì đồng đạo nhớ kỹ, vào thời kỳ này Đức Thầy vắng mặt rồi, ai thay Thầy đồng đạo? Thì xin thưa đồng đạo, Đức Thầy đã quỷ nhiệm rồi. Vì Thầy không gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền thu xếp tổ chức cho toàn thể bổn đạo có trật tự, an ổn lo làm ăn. Như vậy thì ngày giờ này Đức Thầy chúng ta chưa trở lại, thì Đức Thầy đã giao quyền lại cho ban trị sự. Ban trị sự là thay Thầy để lo chung trong đạo đó. Cho nên chính vì chúng ta nhìn ban trị sự bằng một cách nhìn tiêu cực, từ đó chúng ta không đồng kết. Cho nếu như tất cả đồng đạo chúng ta quán triệt như lời chúng tôi vừa nói, một là được ban trị sự đồng ý, hai ban trị sự là thay Thầy, thì tất cả đồng đạo chúng ta đều yêu mến ban trị sự, thì đạo chúng ta đâu có vấn đề gì đồng đạo. Cho nên tôi nói ví dụ như nơi đây, ở xã Bình Hòa Phú này, thì ở nơi đây ban trị sự là những người thay Thầy. Và chúng ta nhớ thay Thầy là thay cả một tập thể nha, chứ không phải thay Thầy là chúng ta nói một cá nhân. Tập thể ban trị sự, tập trung dân chủ, tiếng nói ban trị sự là thay Thầy đó. Còn giờ này đồng đạo chúng ta có cá nhân người nào đó thì đó là cá nhân, chứ chúng ta đừng nói ban trị sự. Có người nói với tôi, ban trị sự này tôi không có chịu chú Tâm mà tôi không được nha. Ban trị sự là của Thầy, tâm quyết của Thầy thành lập ban trị sự. Mà giờ này chúng ta nói ban trị sự không được là chúng ta chê Thầy rồi. Mình không đến ban trị sự là chúng ta bỏ Thầy rồi. Có người nói rằng á, trong ban trị sự này tôi ghét cái chú thư ký lắm, chú này không được, tôi không đến ban trị sự. Rồi ơi, vậy là vì một người này, một cá nhân mà chúng ta bỏ cái đạo sao? Hôm nay đến ban trị sự là chúng ta đến với Thầy mà. Bởi mỗi ban trị sự chúng ta đều là căn nhờ chung của đạo, liều an vị với chúng Thầy. Cho nên hôm nay cá nhân là cá nhân, tập thể là tập thể, cái nào ra cái đó đồng đạo. Nếu đồng đạo mà có được ý tưởng như tôi vừa nói là chúng ta không còn chia rẽ đó. Cái mấu chốt mà chia rẽ ở đâu? Ở tại đây nè. Tại nãy giờ chúng tôi bàn, đây là cái nguyên do mấu chốt mà chúng ta chia rẽ. Thì mình phải nhận định cái vai trò mình là tín đồ phải như thế nào, rồi cái vai trò mình là ban trị sự, ban đại diện tỉnh là những người đại diện như thế nào. Chỉ cần chúng ta hiểu các điều đó, chúng ta không còn kẹt, mình sẽ thông thoáng hết, thì mình sẽ thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thì nhờ sự thương yêu này mà chúng ta dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cũng giống như ngày thuyết giảng hôm nay, thì thật sự chúng ta đã quán triệt rồi. Từ ban đại diện tỉnh Vĩnh Long, từ ban đại diện tỉnh Bến Tre, rồi từ các ban trị sự ở 3 tỉnh, rồi luôn cả các vị tôn giáo bạn liên tôn với chúng ta. Bởi vì con đường tu hành là giải thoát, được toàn là điều tốt đẹp hiền lành thôi. Cho nên đạo nào cũng tốt cả trên thế gian này, đạo nào cũng đạt chân thiện mỹ cả, luôn cả quý cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương. Thì rõ ràng hôm nay chúng ta đoàn kết với nhau rồi, trên dưới một lòng mới có buổi thuyết giảng này. Nhờ như thế mà ít nhất thì chúng ta cũng chuyển tải được một số thông tin để chúng ta dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức đồng đạo. Đó là những điều thực tế. Mà bằng ngược lại, ngày hôm nay mà có một cái sự chia rẽ từ trong nội bộ của ban trị sự đến đồng đạo chúng ta, thì mãi mãi không bao giờ có một cái cuộc truyền thông Phật pháp như thế này. Đó là điều thực tế nhất mà chúng tôi muốn nói tại nơi đây. Rồi đồng thời ngoài ý thứ nhất này ra, ý thứ hai Đức Thầy mới dạy, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sát,
Như vậy đó thầy đặt câu hỏi, nếu ai giữ đặng trong lành trọn sáng, đây là nhân. Như vậy thì trọn lành trọn sáng được về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Như vậy thì quan trọng là giờ này mỗi đồng đạo chúng ta tu quá nhiều hạnh rồi, mình có cúng lạy, có ăn chay, có niệm Phật, có làm từ thiện, nhưng mà phương pháp nào để đạt trọn lành trọn sáng? Vậy thì trọn lành trọn sáng còn gọi là phước huệ song tu, đồng đăng mỹ biển ngạn. Cho nên hôm nay chúng tôi nói gọn thôi, muốn đạt được trọn lành, yếu tố đầu tiên là chúng ta phải làm từ thiện. Làm từ thiện là một cái dấu mốc quan trọng, một sự thay đổi hoàn toàn bộ mặt về tôn giáo của chúng ta. Cho nên hôm nay nhờ làm từ thiện mà đạo chúng ta càng ngày càng phát triển. Nhờ làm từ thiện mà chúng ta được giới quần chúng ủng hộ rất là rõ rệt. Trong khi đạo chúng ta bắt đầu thành lập từ năm 1999, tôi nói thời gian hiện tại, còn thời gian đó thầy rời mở đạo thì chúng ta coi như lịch sử đã trôi qua, thì trên dưới giờ này là ngót 25 năm. Phải chăng là nhờ công tác từ thiện mà đạo chúng ta vang danh trên dưới gần 20 tỉnh thành trong cả nước, và sắp tới có thể còn vươn xa hơn nữa ở các tỉnh khác, những nơi có đông đồng đạo, kính thưa đồng đạo. Và đồng thời hôm nay chúng ta làm từ thiện thì đây là chúng ta làm lành, chứ chưa có trọn lành. Bởi vì trọn lành là phải làm từ thiện, làm lành mà phải tránh ác thì mới trọn lành. Còn giờ này đồng đạo làm từ thiện nhưng mà chúng ta vẫn còn đôi chút ác, làm lành nhưng mà chúng ta vẫn còn làm ác, cho nên chưa trọn lành. Như vậy thì muốn trọn lành thì phải đạt hai yếu tố, một là làm lành, hai là tránh ác. Vậy thì tránh ác là tránh cái gì? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải bàn, là cái chuyện vấn đề quan trọng nhất trong đời tu chúng ta. Vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta đều có 10 điều ác. 10 điều ác này Đức Thầy cho biết là thập ác là tam nghiệp. Vậy thì giờ này chúng ta làm lành, làm từ thiện, mình còn vướng vào một trong 10 điều này là chúng ta chưa trọn lành. Có nghĩa là chúng ta chỉ lành ở ngoài thôi, chứ không có lạc ở chỗ thân lành, tâm lành, khẩu lành. Vì vậy nên muốn trọn lành, một mặt là làm từ thiện, một mặt là thân chúng ta mình phải nói không với sát sanh, với đạo tặc, với tà dâm. Rồi miệng chúng ta khi mở miệng ra mình phải làm chủ lời nói của mình, mình phải kiểm soát lời nói của mình. Miệng chúng ta mở ra thì đồng đạo chúng ta dứt khoát là phải nói không với lưỡng thiệt, với ý ngôn, với ác khẩu, với vọng ngữ. Rồi đồng thời trong ý tưởng chúng ta, trong cuộc sống hàng hữu hàng ngày, trong công tác từ thiện thì ý tưởng chúng ta nhất định là không tham lam, không sân nộ, không mê si. Vậy thì 10 điều này mà đồng đạo thực hiện đúng, trọn vẹn, không phạm ác, cộng thêm công việc từ thiện thì đó là gọi là trọn lành. Mà thật sự đồng đạo có làm từ thiện, chỉ cần chúng ta phạm một trong 10 thôi thì lúc bây giờ công đức chúng ta đã bị giảm, hoặc giả là bị cái thân ăn một phần, bị cái miệng ăn một phần, bị ý chúng ta ăn một phần, cuối cùng có làm không có hưởng đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, mà ngược lại chúng sanh không tịnh được tam nghiệp đừng mong về cõi Phật. Hoặc giả thầy dạy là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đấu chung vương Phật đại. Cho nên cái cốt lõi người tu hành của mình, phước hay quả, thăng hay đọa, ở chỗ 10 điều ác, ở chỗ 10 điều lành. Cho nên chúng ta phải quán trì điều đó để chúng ta lo hoàn thành, gọi là chúng ta trọn lành. Rồi cái thứ hai nữa, trọn lành chưa đủ, trọn lành mới có một cánh thôi. Hành giả muốn về có Phật cần phải có đôi cánh, trọn lành chỉ là phước, và cái thứ hai cần phải huệ. Bởi vì phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngạn, cho nên muốn có huệ, muốn trọn sáng thì chúng ta đi vào ba cái lĩnh vực, ba pháp tu. Một là bài tám điều đoạn cấm này. Khi đồng đạo giữ gìn giới luật đến đây gọi là giới định huệ tam vô lậu học. Nhờ giữ giới mà chúng ta sanh định, nhờ sanh định mà trí huệ phát khai. Cái thứ hai muốn trọn sáng chúng ta phải đi theo tám con đường chánh. Có nghĩa là mình phải đi theo bát chánh đạo, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định. Thì mình đi theo tám con đường chánh này chúng ta mới sáng. Còn bằng ngược lại trong tư tưởng của mình mà tôi và đồng đạo chúng ta còn tà kiến, còn tà tư duy, còn tà tinh tà nghiệp, còn tà tinh tấn, còn tà mạng, tà ngữ, tà điểm, tà định thì không bao giờ chúng ta tọn sáng. Dầu rằng chúng ta tu hành pháp môn nào đi chăng nữa, nhưng mà đây là điều cốt lõi, là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tăng triển trên con đường giải thoát. Và cái thứ ba nữa, giờ này muốn trọn sáng thì mỗi đồng đạo chúng ta phải niệm Phật. Chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, không đi thờ khắc. Bởi vì chúng ta niệm Phật để thay đổi vọng niệm chúng sanh, chúng ta niệm Phật để dừng vọng niệm chúng sanh, chúng ta niệm Phật cho đến khi nhất tâm bắt loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Như vậy thì lòng ham muốn và các tình dục không còn nảy sanh thì lúc bây giờ huệ nhật hiện bày, trí huệ phát khai, đúng với câu mà Đức Thầy dạy, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Vậy thì người tín đồ tại gia cư sĩ hành trì pháp môn tịnh độ gọi là pháp môn niệm Phật thì cuối cùng chúng ta đạt được như thầy giới thiệu là tâm viên mãn. Chữ viên mãn là tròn đầy, là sáng suốt. Tâm viên mãn là bằng với trọn sáng đồng đạo.
Như vậy thì khi có trọn lành, có trọn sáng thì coi như chúng ta đã gieo được cái nhân gọi là phước huệ rồi. Thì đương nhiên chúng ta sẽ đạt được kết quả liền theo đó là về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Nghe nó về Tây cõi, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng là coi như khỏe rồi. Bởi lúc giờ chúng ta về cực lạc rồi. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu. Nhưng mà đạo chúng ta là Bồ Tát đạo, đáng lẽ tới đây là ngừng đồng đạo, nhưng mà chưa ngừng. Cho nên về nơi cõi Tây Phương an dưỡng xong rồi phải học đạo cho hoàn toàn. Ở đây có học đạo rồi đúng không? Ngày hôm nay tôi và đồng đạo chúng ta đang học, tôi đang học, quý vị đang học đây. Như vậy ở đây chúng ta học chưa hoàn toàn, mà đòi hỏi đồng đạo chúng ta phải về bên kia mới hoàn toàn. Như vậy thì hoàn toàn cái gì? Về bên cõi Tây Phương Đức Phật và chư Bồ Tát thuyết pháp chúng ta nghe. Ở đây thì đồng đạo nói đạo cho mình nghe, còn về bên kia chúng ta được Bồ Tát, được Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Cho nên học đạo là học Bồ Tát đạo, hoàn toàn Bồ Tát đạo, đắc được vả vị Bồ Tát. Và đắc được vả vị Bồ Tát xong rồi không trụ ở đó, mà lúc bây giờ đến ý thứ ba là trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy thì trở lại bằng cái gì? Thì xưa kính thưa đồng đạo, chúng ta trở lại bằng một cái địa vị là Bồ Tát Bổ Xứ, nghĩa là nhất sanh Bổ Xứ, chỉ sanh ở cõi đời này một lần thôi để trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy thì tương lai sau này tất cả đồng đạo chúng ta còn trở lại đó. Đạt đến đây là chúng ta còn trở lại, còn trở lại mang cái thân Bồ Tát Bổ Xứ, nhất sanh Bổ Xứ, trở lại cứu vớt chúng sanh. Cho nên cứu vớt chúng sanh là cứu vớt ai? Cứu vớt những cái người mà làm khổ mình nè, những cái người mà không tu nè, những cái người mà ngược ngang nè, những người làm khó mình. Thì dầu rằng họ làm khó mình, họ cản đường mình ghét họ, không ưa họ khi mình chưa đắc đạo, nhưng mà khi đắc đạo rồi mình phải quay lại cứu họ đó. Cho nên chính vì lý do đó ở đây chúng ta cứu được người nào cứu luôn đi, đừng mai mốt quay trở lại mất cứu nữa đồng đạo. Và từ cơ sở đó thì mình mới thấy được rằng đây là Bồ Tát đạo Đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta. Bởi vì nếu nói về nguyên lý đạo Phật, tự giác cộng giác tha bằng giác hạnh viên mãn. Cho nên học đạo cho hoàn toàn gọi là tự giác, mà trở lại cứu vớt chúng sanh gọi là giác tha. Vậy thì khi trở lại cứu vớt chúng sanh xong rồi chúng ta thành cái gì nè? Lúc bây giờ chúng ta thành Phật đồng đạo à. Thành Phật đó, thành Phật tại thế gian này nếu chúng ta thực hiện đúng trọn vẹn theo điều văn cấm cuối cùng này. Cho nên chúng tôi mới khẳng định rằng đây là một pháp tu thành Phật. Đạo Phật giáo và hảo tu thành cái gì? Trả lời liền tu thành Phật. Chẳng những thành ở đây mà chúng ta đọc thêm một đoạn nữa trong cái bài Chư Phật có bốn đại đức. Vậy tánh niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật đặng ngày sau chứng quả như ngày. Có nghĩa là Đức Thầy muốn tôi và đồng đạo chúng ta chứng quả như Đức Phật A Di Đà, tức là muốn chúng ta thành Phật đồng đạo. Và đồng thời ngoài việc cuối cùng điều cấm thứ 8 này, Đức Thầy còn đưa ra các phần phụ đề. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Như vậy đây là phần phụ đề. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ, phần phụ đề này Thầy nhắc chúng ta lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng. Chứ không phải rảnh việc mà chúng ta đi tán ngẫu, chúng ta đi là cà quán cà phê, chúng ta đi già chuyện đầu trên xóm dưới thì rất là uổng cho cái quá trình sinh sống chúng ta. Bởi vì thời gian là vàng là ngọc, nhất là đời sống người tu chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên chúng ta trân trọng quỹ thời gian này để chúng ta học kinh, xem sách, học là Đức Thầy dạy. Rồi đồng thời Đức Thầy còn dạy chúng ta nêu cao tinh thần văn hóa nước nhà, đúng với câu là gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh bằng an đời đời, trăm họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lo đắp vòi văn hóa ngàn năm. Rồi đồng thời bên cạnh giữ gìn bản sắc văn hóa nước nhà, chúng ta cũng phải bài trừ những tệ đoan mê tín, bài trừ những hủ tục mà làm hại người, mang một cái sự gọi là phi văn hóa. Và đồng thời cái quan trọng là dị đoan mê tín chúng ta phải bài trừ ngay trong cuộc sống của mình. Đúng như đoạn khác Thầy dạy là cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối dị đoan mất bạc đồng, hay hoặc là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt dạ dối người gặp người thượng cổ. Thì đó là đại ý của cái đoạn phụ đề. Và cuối cùng Đức Thầy lại tóm kết bằng 28 từ: đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người người thứ ta. Như vậy thì bốn câu kệ này là một chuẩn mực mà được Đức Thầy viết hai lần như chúng tôi nói hồi nãy ở hai bài lời phiên bổn đạo. Vậy thì hôm nay chúng ta trở về với đạo và học Phật pháp. Cái quan trọng của đạo và pháp là chúng ta phải dung hòa, phải tha thứ, phải phân dung, phải nhẫn nhịn. Thì đó ý thứ nhất để thể hiện được một chữ hòa trong bốn chữ Phật giáo hòa hảo. Và câu thứ hai là xét người cho tột xét thân ta. Đây là một cái kinh nghiệm sống, một kỹ năng sống. Và kỹ năng sống này được đúc kết từ minh tâm mũ giám mà Đức Thầy nhắc lại trong quyển tư: tiên sử kỹ, hậu lai sử bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy thì bình diện trong cuộc sống hôm nay chúng ta đừng thấy lỗi người, mà mỗi đồng đạo chúng ta nên thấy lỗi mình. Tất cả mọi sự kiện
mọi sự việc trên thế gian này tốt hay xấu. Thì khi mà đồng đạo chúng bắt lỗi người khác, chúng ta xét mình trước. Mà nếu người nào thực hiện được theo một cái kinh nghiệm này, một kỹ năng sống này, thì chúng ta trở thành người rất là tốt. Cho nên đó là tượng trưng cho chữ hảo. Và đồng thời hai câu sau cùng, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Vậy thì trên thế gian này, nếu nói cái lỗi lầm, ai cũng lỗi lầm. Chúng ta đừng nhìn về cái quá khứ, đừng nghĩ xa quá về cái tương lai, mà cái quan trọng là nhìn trong thực tế. Vì vậy Đức Thầy mới dạy đoạn khác: chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Người ngày xưa người ta lầm lỗi, người ta sai quấy với mình, nhưng mà giờ này mình biết đạo rồi thì mình phải tha thứ hết cái lỗi lầm của người ta. Và đồng thời khi mình tha thứ cho người ta, chính bản thân mình đã tha thứ cho mình. Bởi vì khi mình mà ghét ai rồi thì trong tư tưởng mình lúc nào cũng thấy người đó, người đó đang hành hạ mình đang niệm Phật, mình đang đọc bài cúng, mà hình ảnh người đó cứ nhảy nhảy vào trong nội tâm của mình. Bởi vì mình đang ghét người đó, đang không ưa người đó, đang giận người đó, đang thù người đó. Như vậy thì hôm nay mình tha thứ người đó là mình đưa người đó ra khỏi nội tâm của mình. Có phải người đó tha thứ cho mình không đồng đạo? Lúc bây giờ mình niệm Phật an lành, không còn nhớ người đó nữa, bởi người đó không còn làm lỗi với mình đã đưa người đó ra khỏi nội tâm của mình rồi. Thì đấy là một cái mục đích sống hàng ngày chúng ta phải thực hiện. Rồi ý thứ hai nữa, hôm nay đời sống, nếu hôm nay chúng ta tha thứ cho người này thì mai kia mốt nọ chúng ta đến nơi khác có làm lỗi gì đó thì người khác sẽ tha thứ chúng ta. Cho nên hai câu sau cùng này Phật dạy là như thế. Một người mà đạt đến đây là chúng ta hoàn toàn được tâm Phật rồi. Cho nên Đức Phật không bao giờ thấy lỗi người, Đức Phật chỉ thấy lỗi mình. Bồ Tát cũng vậy đồng đạo. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống thông qua bốn câu giảng này, gọi là Phật giáo hòa hảo, bốn câu kệ sau cùng. Như vậy thì trở lại 449 từ của bài Lời Phiên Bổn Đạo. Sau khi chúng ta thực hiện từ lời nói đầu đến lời kết, buông cái bốn câu kệ sau cùng, thì đến đây chúng ta khẳng định rằng đây là một pháp tu, là một bài học có một tính chất giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lãnh đạo. Mình thường nói mình ráng tu làm sao theo tinh thần hiến chương là tốt đời đẹp đạo. Như vậy đồng đạo thực hiện theo bà pháp này, theo y 449 từ này, chúng ta mới tốt đời đẹp đạo đồng đạo. Còn nếu giờ này chúng ta phạm giới luật, không thực hiện theo lời dạy Đức Thầy ở bài Lời Phiên Bổn Đạo là không bao giờ tốt đời, mà đạo không bao giờ đẹp. Cho nên đây còn gọi là kỹ năng sống, phương châm sống, giúp cho chúng ta hoàn mãn trong lộ trình hành xử đạo nhân của mình. Và đồng thời đối với đạo, thực hiện theo 8 điều răn cấm là chúng ta giữ gìn giới luật, trở thành một tín đồ trung kiên của Thầy Tổ. Mà Đức Thầy đã căn dặn không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái với luật lệ trong sự đạo đức, dầu không sinh thói đạo hay chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Như vậy thì người trong đạo và ngoại đạo khác nhau ở chỗ là gì? Ở chỗ có giữ giới luật hay không. Cho nên về phương diện đạo, nếu giữ giới luật của đạo, thực hiện 8 điều răn cấm, thì chúng ta được là tín đồ Đức Thầy, được Đức Thầy che chở, và cuối cùng chúng ta được Đức Thầy bế bồng, con dạy, hát bài, khải ca. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Bởi vì nói chung thì 8 điều nó rất là dài, chúng tôi cũng cố gắng nói nhanh để kịp cái thời gian trước 11 giờ. Thì có gì cũng mong đồng đạo cũng thông cảm giùm. Và cuối cùng thì đến đây chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình, đã trình bày trọn vẹn và 449 từ. Và đồng thời trong sự chia sẻ không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phước thêm. Và cuối cùng chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay đủ duyên chúng tôi được về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo. Và đặc biệt chúng tôi rất là cảm ơn quý cấp chính quyền đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện Long Hồ và của xã Bình Hòa Phước nơi đây, cũng như quý vị tôn giáo bạn chúng ta đã đến dự lễ, sau đó thì cũng đã ngồi ngót hơn 2 giờ đồng hồ để cùng với chúng tôi chia sẻ qua cái những bài pháp luận là dạy Đức Thầy. Cho nên thì thật sự đây là điều mà chúng tôi rất là cảm kính, rất là cảm nể. Cho nên cũng xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn quý vị khách quý, quý vị khách mời đại diện tôn giáo bạn, và cũng không quên cầu chúc cho các vị được luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, để rồi chúng ta còn phát triển, lo cho dân, lo cho nước, chúng ta sống vì dân tộc, vì đạo pháp. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và cuối cùng chúng tôi rất là cảm ơn ban đại diện tỉnh Vĩnh Long, nhất đồng đạo trưởng ban, cũng như các vị thành viên trong ban đại diện tỉnh và ban đại diện tỉnh Bến Tre, các đồng đạo ở các xã phường ở các tỉnh đến hộ pháp. Và cuối cùng thì chúng tôi không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta luôn luôn tinh tấn tu hành để trở thành một tín đồ trung kiên Thầy Tổ. Thì cơ sở mà chúng ta thực hiện đây đó là 8 điều răn cấm, để cuối cùng chúng ta được kết quả như Đức Thầy đã dạy: chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật,
đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, đã trải qua hơn một giờ đồng hồ, giáo lý viên Phan Chí Tâm đã cố gắng sắp xếp nội dung của đề tài để tranh thủ thời gian truyền đạt những ý nghĩa thâm sâu qua bài giảng của mình để đồng đạo được hiểu và có thể tấn triển trên con đường tu học sắp tới. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm và đề nghị quý vị cổ vũ cho một tràng pháo tay nhiệt liệt.